chương 51 Star City Doomsay Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Star City trên đường cái, một đạo màu vàng lóe sáng lướt qua, trực tiếp tiến vào khách sạn Quyên tầng 6, không làm kinh động bất kỳ nhân viên phục vụ, lóe sáng sau khi dừng lại, hai thân ảnh không có có hình tượng gì nằm ở trên sàn nhà, miệng to thở hổn hển. Ha ha, à, ngươi thiếu chút nữa đem hai chúng ta cũng hại chết. Miệng lớn thở hổn hỉnh. Coffin cố nén đau đớn giải trừ biến thân, nhìn bộ ngực mình chỗ một đạo màu đỏ chiến vết, bị đau nhìn một cái về sau, cứ tiếp tục nằm trên đất. Chờ đợi mình thân thể cho hắn tự động chữa trị. Xin lỗi, ta không có nghĩ đến cái này Slay đáng sợ như vậy. Có Sweet Foxer gia trì tốc độ khôi phục qua ly đã khôi phục lại. Cao tầng sóng âm chẳng qua là đem hắn cho chấn thương, cũng không có tạo thành đại lượng chảy máu trong, không giống Coffin, cứ là bị Slay đánh thiếu chút nữa giải trừ biến thân. Ngươi phải gọi hắn Dixito, người này căn bản không phải chúng ta loại này tuổi trẻ đối phó đồ chơi. Corvin cải chính một câu, hữu khí vô lực nằm ở kia. Mặc dù biết mình cùng cái này siêu cấp phản diện giữa chênh lệch rất lớn, nhưng là chênh lệch lớn như vậy là hắn không nghĩ tới. Chỉ là thông qua một lần theo dõi liền cho mỗi người bọn họ chế định một chiến lược, qua ly cao tầng sóng âm, đối phó bản thân EMP, nếu không phải bản thân hệ kỳ sĩ thống không EMP ảnh hưởng, mới vừa rồi một chiêu kia hạ đến chính mình liền đã nguội. Tốt màu dê ba bán sớm, viên ở nhắm mắt lại trước, duy nhất may mắn chính là mình sớm sớm đã đem dê ba cho bán mất, không phải liền dê ba loại này nhân tạo trang phục kỳ sĩ giáp tính bừa, kia một đợt EMP liền phải quỳ. Về phần những thứ kia bị Disto dùng EMP làm tê liệt học người máy, Cottvin cũng để cho hệ thống thật sớm trở về thu hồi lại xác định bản thân không có thứ gì rơi vào nhà kia chế độc nhà máy về sau, Cotvin lúc này mới ngủ thật say, Dixito cho hắn tạo thành tổn thương đã không cách nào để cho hắn tiếp tục gắn gượng lên tinh thần cùng Wally nói chuyện phím. Chế độc trong nhà máy, Slay vẫn ở chỗ cũ kia vẽ bản thân chưa hoàn thành bức vẽ, những thứ kia bị Wally đánh ngã thủ hạ cũng đã khôi phục như cũ, tiếp tục bản thân thủ vệ công tác, nhưng bọn họ lần này đã có kinh nghiệm. Hiểu ở nhà máy phụ cận trước thiết định tốt minh trận, Mặc dù đối phó Dexter có hữu hiệu hay không còn có đợi thảo luận, nhưng ít ra không giống trước bị động như vậy, bị tập kích thời điểm một chút phản ứng cơ hội cũng không có. Một thân chiến thuật đồng phục tác chiến Nisha lúc này cũng chạy tới, thấy được Slay vẫn vậy một người tại quản lý trong phòng vẽ một chút, tâm tình hơi có chút khó chịu nói. Nghe nói ngươi bị hai cái siêu anh hùng tìm tới cửa. Hai tiểu hài tử mà thôi, khoảng cách siêu anh hùng cái từ này còn rất xa. Slay cũng không quay đầu lại nói. Nhưng nơi này thiếu chút nữa bị bọn họ làm hỏng bét. Ngươi cái này phải hỏi thủ hạ của các ngươi, một đám thủ huấn tại thế giới cao cấp nhất quan tét bồi huấn sát thủ, liền một mới ra đời Speed Dester cũng không đối phó được, còn phải ta đích thân ra tay, các ngươi thật sự là oan tét sao? Slay không che giấu chút nào bản thân đối Nisa cung cấp những thứ này thủ hạ dễu cợt, một đám nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, lại bị một đứa bé chơi xoay quanh, nếu không phải đây là một trẻ nít, hiện ở chỗ này chỉ còn dư lại Slay một người. Bị Slay dễ cật nghẹn phải ngẹn lời không nói, Nisa cũng biết phía bên mình cũng là mất thể diện, không lại tiếp tục cái đề tài này, hai người liền lâm vào quỷ dị trong trầm mặt. Những thứ kia hỗn tạp Miraku kiểu mới ma túy, các ngươi đã sắp xếp xong xuôi sao. Yên lặng một hồi lâu sau, ngược lại Slay đánh trước phá bầu không khí như thế này, hỏi ta đã để người phân biệt ở Star City bốn cái phương vị cất xong 10 tấn kiểu mới ma túy, một khi toàn bộ bay hơi, ta nghĩ đủ Star City đại loạn. Xác định sao? Ta nhưng là nghe nói 3 năm trước đây, các ngươi ở Gotham cũng đã làm giống nhau thủ bút, hơn nữa còn là ninja đại sư đích thân ra tay, kết quả bị cái đó hiệp sĩ bóng đêm cho thất bại. Người dơi bản thân liền là oan tét ưu tú nhất cái đó, cho dù là ta cũng không bằng, bị hắn thất bại, không có gì đáng nói. Ta phụ thân đến bây giờ cũng không hề từ bỏ để cho hắn kế nhiệm ninja đại sư ý niệm, nhưng ngươi bất đồng, Slay. Nghiêm khắc mà nói, ngươi đã không tính loài người, ngươi là người siêu năng, coi như thế, ta cũng không cho là ngươi có thể thắng được người dơi, may mắn là đối thủ của ngươi cũng không phải người dơi. Nisa lúc này cũng chế giễu lại, nàng cũng đã gặp qua người dơi ở oan tét huấn luyện, kia cường hạng ý chí lực là nàng cả đời này ra mắt cứng trắng nhất, căn bản không như một nhân loại nên có ý chí, chỗ khiêu chiến đối thủ cũng cơ bản cũng là một đám người siêu năng vậy mà mỗi lần khiêu chiến đều là người dơi thắng lợi liền điểm này đến xem slay kém xa cho nên khi slay bắt bọn họ đã từng lịch sử đen tối tới tương đối lúc nisa cũng rất khó chịu hưu phát hỏa bút trong nháy mắt xẹt qua nisa gò má ở trên mặt nàng lưu cái tiếp theo vết máu còn mang đi mấy sợi tóc dài làm xong ngươi mình sự tình ác ma chi nữ không phải lần này thất bại ta sẽ đích thân tìm các ngươi tính sổ, về phần các ngươi oan tét sùng bái hiệp sĩ bóng đêm, ta sẽ sẽ đi gặp hắn, nếu như lần này ta không chết vậy. Khi ngươi tốt nhất cầu nguyện ngươi lần này chết, không phải ngươi sẽ phải gánh chịu đến trong đời lớn nhất một trận thất bại. Xóa sạch máu trên mặt mình dấu vết, Nisa lạnh lùng trả lời một câu, lúc này mới dẫn người rời đi, mà Slay thời là từ bút trong túi rút ra một chi mới phát họa bút, tiếp tục vẽ một chút. Ừm. Godwin là bị tiếng người huyên náo cho đánh thức, chịu Slay một đau còn có một cái trọng kích hắn không thể không thông qua ngủ say tới khôi phục thương thế. Chẳng qua là bản thân giống như tỉnh lại không đúng chỗ, không phải quen thuộc khách sạn trần nhà, ngược lại là lạnh băng kim loại giường. Trở về Central City, trong này cái nào chữ là ngươi không thể hiểu được sao? Kit nếu như ngươi thật muốn cho ta đem Barry kêu đến, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Làm gì? ta chỉ muốn giúp đỡ. Cảm tạ hỗ trợ của ngươi, ngươi thiếu chút nữa hại chết bạn bè của ngươi. Ách, liên quan tới điểm này, ta nghĩ ta còn sống đâu. một tỉnh lại cóvin liền nghe đến wally cùng Oliver ở đó cãi vã, những người khác cũng đều hai bên không giúp bên nào, có chút bất đắc dĩ cóvin chỉ đành phải lên tiếng, tránh cho chuyện này làm lớn chuyện đứng lên. Wow, Hoa oh, ô, tiểu nhị, ngươi đã tỉnh, cảm giác như thế nào? Thấy được cóvin tỉnh lại, Wally lần này cũng thức thời im lặng, vội vàng quan tâm hỏi, dù sao Vin là vì cứu hắn mới bị thương nặng như vậy. Còn có thể hô hấp, ta ngủ bao lâu? Đã cảm ơn ly ý tốt, Coffin lúc này mới xuống giường, Slay cho hắn tạo thành bị thương đã không cảm giác được cảm giác đau đớn, chẳng qua là Coffin cảm giác mình trong bụng trống không, có chút không quá thích ứng. Suốt 24 giờ. À, khó trách ta cảm thấy đói bụng, cái đó rồi. Có thể mang cho ta ăn chút gì sao?" Rồi gật đầu một cái đi ngay liền ra cửa cho Coxvin mang một ít thức ăn, mà khôi phục như cũ vin cũng nhìn về phía mới vừa rồi cãi vã hai người, đặc biệt là Oliver. Mặc dù nói như vậy có chút không đúng lắm, nhưng là tiên sinh Oliver, cái này không liên quan ốc chuyện lợi, chính chúng ta làm lựa chọn, ngoài ra, ta không cho là ngươi có thể liên lạc với The Flash, nếu như ngươi nhìn tin tức lợi ngươi sẽ phát hiện gần đây liên minh công lý đang phụ trách tháp quan sát hạng mục, trừ phi ngươi có liên minh công lý gọi kênh, không phải, ở xa vũ trụ The Flash nên không cách nào chạy tới. Oliver im bạc, có Vin một câu nói phá hỏng hắn đem Barry kêu đến tính toán. Cho nên, nếu ngài không có cách nào đem The Flash kêu đến, vậy dứt khoát điểm ta cùng Wally cũng không có ý định đi, tối thiểu cũng trước tiên cần phải đưa cái này Slay tà ác kế hoạch phá hư mới được dù sao thêm một người nhiều một phần lực lượng mà, tiểu nhị, ngươi lúc nào thì thay đổi dũng cảm như thế. Wally mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn Cót Vin, thế nào ngủ một giấc tỉnh lại, gặp chuyện liền sợ Cót Vin lập tức trở nên như vậy dũng, vậy mà tính toán muốn cùng Slay lại đánh một trận. Nhờ cậy, ta bị hắn chém một đau hay, không trả về đi không phải bị thua thiệt, bất quá nói là nói như vậy, ta vẫn cảm thấy chúng ta cần muốn chế định cái kế hoạch, Tên kia nhằm vào chúng ta mỗi người cũng thiết trí chiến lược, một cái bên trên thật không có cửa, ta cùng Ly chính là ví dụ. Nói, Coffin cũng đem bản thân cùng Ly thế nào ở Slay trong tay chịu thiệt chuyện đã xảy ra nói cái đại khái, bao gồm nhà kia chế độc nhà máy. Nói tóm lại, Slay căn bản không sợ chúng ta đi tìm bọn họ, vị trí của hắn sẽ ở đó, nhưng vấn đề là trước mặt hắn nói muốn hủy ngươi hết thảy, bao gồm thành phố, như vậy vấn đề đến rồi, hắn định làm gì? Minh hữu của hắn lại là người nào? Ta nghĩ ta tìm được hắn phải làm sao phương pháp, mau nhìn tin tức. Phụ trách tình báo thu thập phí lị Hida lúc này vội vàng vàng tới, ở tấm phẳng bên trên rạch một cái, một cái tức thì tin tức liền xuất hiện ở trên màn ảnh lớn, phía trên là liên quan tới Star City tựa đề. Thần bí thị trưởng người ứng cử Slay, Wilson lấy lớn tiền bạc vì Star City mua cỡ lớn mây mù phun ra trang bị, lấy khoa học kỹ thuật lực lượng thay đổi Star City cái này không chút thay đổi bầu trời. Như sợ đám người không hiểu cái này trang bị nguyên lý, phí lị Hida, một bên điều tra cái này trang bị sản xuất nói rõ, cho đại gia giải thích nói. Đây là một cái xuất thân từ quen khoa học kỹ thuật dân sự khoa học kỹ thuật có thể bao trùm một tòa thành thị phun phạm vi để nó có thể ở trong thành thị tiến hành thuốc phun, mưa nhân tạo chờ nhiều loại chức năng, nếu như hắn đem những thứ kia kiểu mới ma túy ở Star City gieo rắc vậy như vậy star city liền lại biến thành một kẻ nghiện thành phố miraku sẽ ngay lập tức để cho người lâm vào điên cuồng phá hư thành phố cuối cùng để cho tòa thành thị này biến thành một tòa thành chết oliver đem phí lỵ hida chưa nói lời đón lấy tất cả mọi người cũng bởi vì oliver theo như lời nói rơi vào trầm mặt, slay người này cứ như vậy rõ ràng nói cho đám người hắn chính là tính toán như vậy hủy diệt ngươi thành phố có gan lợi sẽ tới ngăn cản hắn bạn thích bộ truyện này Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 52. Triệu tích phân nhiệm vụ. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio. Com. Phát động nhiệm vụ chi nhánh. Star City Dunsey nhiệm vụ yêu cầu. Tan trả Disotto hủy diệt Star City Tạ ác kế hoạch. Nhiệm vụ ban thưởng. Một triệu tích phân. Nhiệm vụ yêu cầu. Không, mọi người ở đây hiểu Slay phải làm gì thời điểm một mực không có động tĩnh gì hệ thống lúc này đột nhiên ở cóc vin trong đầu tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ tưởng thưởng to lớn để cho cóc vin cũng ngơ ngác một triệu tích phân nhiệm vụ bản thân giống như vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc được đi mặc dù không có cái khác kèm theo tưởng thưởng nhưng đối cóc vin mà nói cái này đã đủ rồi đủ để cho hắn liều mạng cùng slay lại vừa mới thứ phí lì hida tin tức có hay không nói slay tính toán vào lúc nào khởi động cái này trang bị có lẽ là bởi vì hệ thống kia phong phú tưởng thưởng kích thích, có viên cảm giác óc của mình lập tức chuyển thật nhanh, trực tiếp hỏi cái vấn đề mang tính then chốt. Ta tra một chút, có, ba ngày sau, Star City trung tâm thành phố, hắn nói đem mời Star City các giới danh lưu đi quan sát cái này mở ra thời đại mới một màn. Nói cách khác chúng ta còn có ba ngày, không tính chặt như vậy mà có viên nhạo bán một câu, cũng coi là điều giải một chút không khí. Mà lúc này Oliver cũng hiểu chuyện này đã không phải là hắn cùng Slay ân oán cá nhân, nếu Slay tính toán hủy diệt hắn thành phố, như vậy bản thân cũng không thể nào cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn hoàn thành mục đích của mình. Được rồi, các vị. Ta sẽ cùng địch go tiếp tục nghiên cứu như thế nào đi phá giải Miraku thuốc giải, những người khác, ba ngày nay trong, ta cần các ngươi phải đi điều tra Star City mỗi một cái góc, ta tin tưởng Slay tuyệt đối không chỉ có cái này cái trang bị, cái này nói không chừng chẳng qua là cái mồi mà thôi, Cóc Vin, ngươi những người mấy kia còn nữa không? Ngươi muốn bao nhiêu? Cóc Vin giống như làm ảo thuật vậy, trống rỗng thay đổi ra 50 cái phi ưng, châu chấu, chương cá học người mấy, có 500 ngàn tích phân hắn hoàn toàn không sợ Oliver có thể nói ra bao nhiêu yêu cầu, ngược lại để một bên qua ly nhìn Cóc Vin ngón này gần như phát điên. Đủ, những người khác, tự do hợp thành đội, bây giờ liền hành động đi đám người đáp ứng, mỗi người đi chuẩn bị bản thân đồng phục còn có trang bị, cầm một châu chấu người mấy sau liền chọn xong phải đi điều tra thành khu, xuất phát. Có Vin cũng giống vậy, ngủ một giấc tỉnh lại hắn đã khôi phục tinh thần, trực tiếp biến thân xong liền chọn cái có chênh lệch chút ít thành khu liền xuất phát, để cho hắn không nghĩ tới chính là Hoa vậy mà cũng theo sau. Nhà à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng theo người ta thi. Nhìn theo kịp Hoa Ly, Vin treo gẹo nói. Lúc này đùa dẫn liền không có ý nghĩa, thi cùng roi phối hợp lâu như vậy, điều tra đứng lên càng dễ dàng một chút, ta bên này hãy cùng ngươi quen, không cùng ngươi cùng với ai. Mặc dù đối với người ta thi có ý tứ, Wally cũng hiểu lúc này không phải nói chuyện yêu đương thời điểm, tự nhiên chọn cái tốt nhất hợp tác. Được rồi, Cogvin cũng không nghĩ tới Wally lúc này vậy mà như vậy khai khiếu, nhúng vai một cái, hai người ở trên đại lầu vượt qua nói thế nào bản thân cũng là trăm mét năm giây bùng nổ tốc độ qua ly thoáng thả chậm điểm tốc độ hắn hay là theo kịp hơn nữa điều tra thành thị là cái việc tinh tế không phải dựa vào cực nhanh đi giải quyết ở căn cứ trong oliver nhìn trên màn ảnh đại biểu mỗi người điểm sáng ở star city tách ra lúc này mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu tiếp tục cùng địch gon nghiên cứu Miracu thuốc giải tại sao phải làm như thế oliver rõ ràng có biện pháp tốt hơn lúc nghiên cứu một bên bạn tốt địch go đột nhiên hỏi cái gì ta nhớ được Go thăm người dơi cho ngươi phát qua mời để cho ngươi gia nhập liên minh công lý ngươi hoàn toàn có thể tìm kiếm người dơi trợ giúp địch go rất không minh bạch làm cái đầu tiên gia nhập oliver đoàn đội người hắn cũng biết một ít liên quan tới oliver bí mật star city là ta thành phố địch go giống như người dơi hắn cũng sẽ không để cái khác siêu anh hùng đi dính líu hắn Go thăm vậy đây là ta tranh giới cuối cùng. Thấy Oliver kiên trì như vậy, địch go cũng biết không hề tiếp tục nói cần thiết, tiếp tục cắm đầu bắt đầu làm lên thuốc giải. Thứ thời gian một ngày cứ như vậy quá khứ, phân tán các thành khu Green Arrow tiểu đội còn có, có vin đám người cũng không có đem bản thân chỗ phụ trách thành khu toàn bộ điều tra một lần. Nhưng cái này cũng hết cách rồi. Ở không biết Slay cất giấu bao nhiêu ám thủ dưới tình huống, chỉ có thể như vậy dùng phương pháp ngu nhất đi si tra. Được rồi, các vị, khổ cực ít nhất chúng ta đã xác nhận nửa tòa thành thị không có vấn đề, Miraku thuốc giải cũng đến cuối cùng giai đoạn, đêm cũng sâu, nên nghỉ ngơi nhanh đi nghỉ ngơi đi, có viên người máy của ngươi có thể mọi thời tiết vận hành sao? Dĩ nhiên là không có vấn đề, ta sẽ để cho những tiểu tử này nhiều ráng đem lực, trước như vậy, ngày mai gặp. Chào hỏi Oliver một tiếng, có Vin liền rời đi, Wally lúc này cũng đi theo, có Vin ngược lại đối với lần này không có gì phản đối, dù sao nghe nhiều Wally vậy lao, cũng thành thói quen. viên cùng Wally rời đi khiến người khác cũng cảm nhận được buồn ngủ. Hôm nay cả ngày gần như không có nghỉ ngơi ở toàn bộ Star City trong hoạt động. Bọn họ chỉ là một đám có đặc thù kỹ xảo người bình thường, tự nhiên cũng cần nghỉ ngơi. Vậy ta ngay ở chỗ này bồi ngươi, Oliver, Sarah, ngươi phải đi về sau, hay là đi trong căn phòng nghỉ ngơi? Sarah. Lorel nằm ở Oliver trên bả vai làm nũng, hỏi thăm em gái của mình vậy mà lúc này Sara đang đang xuất thần, Lorel liền kêu cả mấy âm thanh mới phản ứng được. À, tối nay ta trở về đi thôi, không phải ba ba nên tìm chúng ta phiền toái. Cười trả lời tỷ tỷ mình một câu, Sara lúc này mới vội vàng vàng rời đi. Trên lầu, đang kéo đối thi có chút lưu luyến không rời qua ly chuẩn bị rời đi cót viên, liền thấy Sara vẽ mặt vội vã rời mở ba, quen thuộc bộ phận kịch tình hắn luôn cảm giác có chút không đúng chỗ kinh, trực tiếp bất kể qua ly giải dụa, xách theo qua ly liền rời đi ba, sau đó từ trong túi móc ra một phi ưng hợp, đi đi tiểu tử, đi theo mới vừa mới rời khỏi xa ra sau lưng. Phi ưng hướng cóc viên gật đầu một cái, liền bay đi, ngược lại qua ly đầy mặt nghi ngờ. Ngươi rốt cuộc là từ đâu móc ra vật này a? À? còn có, làm gì đi theo dõi xa ra? Đừng hỏi, lười giải thích với ngươi, cảm giác hứng thú lời hãy cùng bên trên. Cóc viên không trả lời, chẳng qua là trực tiếp biến thân cùng châu chấu người máy phản hồi, hướng một con đường khác bước nhanh tới, Wally cũng chỉ đành thay bản thân đồng phục, đi theo cốc viên sau lưng. Từ ba trời đi Sarah cũng chưa có về nhà, nàng nhà ở Star City thành đông, mà nàng đi phương hướng cũng là Star City thành tây khu, nơi đó nên tính là Star City trị an nhất loạn địa khu, gã lang thang, khu dân nghèo cũng ở bên kia, cũng không phải là một đi đường ban đêm về nhà cô bé nơi đến tốt đẹp. Sarah đi rất nhanh, đề phòng nàng tránh được toàn bộ mặt đường bên trên theo dõi, đặc biệt đi hẻm nhỏ, mà treo ở Sarah sau lưng cốc vin cùng qua ly cũng chỉ có thể tùy châu chấu người máy dẫn đường, mang theo bọn họ đi những thứ kia kỳ kỳ quái quái lộ tuyến. Rất nhanh, Sarah liền đi tới thành tây khu một chỗ vòng cầu nơi này, trên đỉnh đầu là thỉnh thoảng gào thét mà qua xe hơi, dưới chân khối khu vực này thời là những thứ kia không nhà để về gã lang thang thường tập trung địa phương, sinh hoạt, nghỉ ngơi đều ở nơi này, chẳng qua là tối nay, nơi này không có một bóng người, chỉ có Sarah còn có mấy cái còn bốc lên hỏa diễm thùng sắt. Ý vị này nguyên bản ở chỗ này gã lang thang, ở Sarah đến trước khi tới, liền bị lực lượng nào đó mang đi. Bây giờ các ngươi có thể hiện thân. Đứng ở mấy cái thùng sắt cạnh, Sarah lớn tiếng nói. Ánh lửa chập chờn, ở ánh lửa chiếu rọi xuống, nguyên bản núp trong bóng tối người đi ra, cầm đầu chính là Nisa, mà Sarah chung quanh tắt là một đám mang theo mặt nạ lưng đeo các loại vũ khí sát thủ. Là thời điểm về nhà, Sarah. Lột xuống mặt nạ, lộ ra hình dáng Nisa đối Sarah nói. Gọi ta màu trắng chim hoàng yến, Nisa. Cho nên các ngươi chính là Slay người sau lưng đúng không? Hủy diệt Star City cũng không phải là Slay chủ ý, là các ngươi, Ninja đại sư chủ ý, đúng không? Đúng vậy, Slay chẳng qua là muốn hướng Green Arrow báo thù, vừa đúng dịp mà thôi. Nisa không phủ nhận sự thật này, ngay sau đó nói, cùng ta rời đi đi, Sarah. Ta có thể làm chủ, để cho người nhà của ngươi cùng nhau rời đi Star City, Star City đã không cứu, giống như Gotham vậy, nó nên bị hủy diệt. Ngươi muốn phá hủy quê quán của ta, sau đó chỉ làm cho người nhà của ta rời đi, để cho bọn họ bao gồm ta trở thành một đám không nhà để về ngươi, tiếp theo ngươi nói cho ta biết cái này sẽ là của ngươi nhân từ. Nếu như vậy vì sao không làm ra lựa chọn thứ hai đâu? Sarah cười, cười Nisa nói lời này lúc ngu xuẩn. Mà Nisa cũng biết Sarah không thể nào biết đáp ứng, trước nói như vậy đều chỉ là vì làm một lần cuối cùng nếm thử, mặc dù lấy được trong dự liệu trả lời, nhưng Nisa vẫn vậy rất đau lòng. Cởi ra lưng ở sau lưng trường đao, nắm ở trong tay, cái khác thích khách cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Như vậy, Sarah rốt ta lấy ác ma chi nữ danh nghĩa, ra lệnh ngươi trở về liên minh, đừng để cho ta lại nói lần thứ hai. Từ ta thoát khỏi liên minh bắt đầu ta không có ý định đi về, ta xuất hiện ở nơi này cũng là vì làm kết thúc, các ngươi muốn phá hủy ta thành phố, cẩn thận đừng dẫm vào ở Gotham vết xe đổ A, hiểu chuyện này không cách nào lành Sarah đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đừng ở sau lưng đôi côn lấy ra, Sarah liền làm được rồi ở chỗ này cùng mình đã từng chiến hữu đao kiếm tương đối tính toán. Đang lúc này, Biến cố nảy sinh, một đạo 10 mét lớn mạng nhện đột ngột xuất hiện ở mấy tên thích khách đỉnh đầu, trực tiếp đưa bọn họ bao phủ, đảo treo lên, một bên khác thích khách cũng bị một đạo màu vàng lóe sáng lướt qua, mấy người trực tiếp bị y phục trên người trói thành bánh tét. Hai thân ảnh xuất hiện ở xa ra bên người, chính là đi theo một đường cóc viên cùng qua Mà đột nhiên phát sinh biến cố, để cho đám này nghiêm chỉnh huấn luyện thích khách trước tiên hướng Nisa bên người tụ họp, cũng tránh ra cóc viên cùng qua đánh lén các ngươi những người này có đủ biến thái, động một chút là chơi hủy diệt thành phố Mô Tiếp, liền không thể đổi điểm trò mới. Rơi xuống Cốc Vin treo nói, Sa Ra tỷ, chuyện này đừng trách ta, là Cốc Vin người này dẫn ta tới. Qua ly tắc là hướng về phía Sa Ra giải thích nói, Nisa cũng không nghĩ tới bản thân cùng Sa Ra bí mật gặp mặt vậy mà bị người phát hiện, hơn nữa còn là hai cái mới vừa trưởng thành gia hỏa, gương mặt xinh đẹp một cái liền vặn vẹo. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, Kamen Rider? Ngươi không phải cũng biết không? Một đi ngang qua Kamen Rider mà thôi, a à, còn có cái kit Flash, tự giới thiệu mình xong, vung, tiếp xuống, đếm kỹ tội ác của ngươi đi. Bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 53 Virus phụ trợ trí nhớ thể Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Không giải thích được các ngươi còn tính toán ở phía trên treo tới khi nào? Nisha không phải rất rõ ràng vì sao Vin nhất định phải nói câu này kỳ quái vậy, dưới tình huống bình thường không đều là có thể động thủ cũng đừng ồn ào. Bất quá cũng nhiều thua thiệt Vin nói cái này nói nhảm công phu, mới vừa rồi còn bị Vin cùng Wally cuốn lấy những thứ kia thích khách cũng thừa dịp cái này quay người cởi ra trói buộc, trực tiếp móc ra nỏ tay liền triều dưới đáy ba người bắn tới không nghĩ tới bản thân kháng sức kéo 50 tấn mạng nhện vậy mà liền như vậy bị một đám người dùng dao cưa đứt cóc viên đánh rớt bay hướng mình tên nỏ, vẫy vẫy tay, liền trực tiếp triều xong về phía mình mấy tên thích khách công tới, mà Wally cũng dựa vào bản thân thần tốc đem mặt khác mấy tên thích khách cho bao thầu, hai người rất có ăn ý đem Sarah cùng Nisa chung quanh bất lợi nhân tố toàn bộ dời đi, lưu cho hai người bọn họ chiến đấu không gian. Đối mặt bao vây bản thân võ trang đầy đủ sáu tên thích khách, Cóc Vinh hoàn toàn không uổng, trực tiếp liền theo chân bọn họ tay không giáp lá cà, đối phó Disto hết cách rồi, nhưng là đối phó mấy cái chẳng qua là người bình thường thích khách, có Vin bày tỏ mình có thể đánh 10. Bao quanh bản thân thiết giáp liền vũ trang sắt cũng không cần bám vào, trực tiếp chọi cứng những thứ này thích khách chém hướng mình trường đao, tay phải thành quyền hướng bọn họ đánh đi. Chẳng qua là đám này thích khách mặc dù chỉ là người bình thường trình độ, nhưng là có thể bị nisa lựa đi ra thi hành hủy diệt star city kế hoạch bọn họ cũng coi là oan tét trong tin anh ở rõ ràng chính mình chỗ dựa vũ khí không cách nào đánh ra hiệu quả lúc quả quyết lựa chọn du đấu có phong phú ám sát kinh nghiệm bọn họ trong lúc nhất thời còn cùng Cốc vin đánh có tới có trở về nhảy tới nhảy lui các ngươi là châu chấu sao đối mặt như vậy hoặc bất lưu thủ đối thủ Cốc vin cũng có chút tức giận bản thân đánh không lại disto không cần nói người ta thể chất cũng có thể cùng bản thân cương, nhưng là đối phó mấy người bình thường trình độ thích khách đều không cách nào làm được miễu sát, vậy thì có điểm mất thể diện. Lần nữa phát động con nhện trí nhớ thể năng lực, vài trương mạng nhện trống rỗng xuất hiện trực tiếp triều những thứ này nhảy tới nhảy lui thích khách bay đi, song lần này bị có viên gửi gắm kỳ vọng mạng nhện cũng không có làm được trước hiệu quả. Hai tên thích khách cầm ra nỏ, hướng thẳng đến bay về phía bọn họ mạng nhện chỗ nối tiếp bắn hùng mạnh động năng mang theo mạng nhện bay trở về cốt vin bên người vội vàng không kịp chuẩn bị cốt vin ngược lại bị bản thân mạng nhện che lên cái thông suốt mà bắt lại chiến cơ cái khác bốn tên thích khách trực tiếp từ trên người móc ra mảnh vỡ lựu đạn cầm ở lòng bàn tay ba giây sau lại triều cốt vin ném tới nắm chặt chính xác kích nổ thời gian mảnh vỡ lựu đạn ở cốt vin phụ cận nổ tung mang theo nổ tung động năng mảnh vụn trực tiếp đụng vào cốt vin trên trang giáp văng lên tia lửa mà Vin cũng bị những mảnh vỡ này đụng bay về phía bên cạnh trụ cầu. May nhờ bao trên người mình mạng nhện cũng đưa đến nhất định bước đệm tác dụng, Vin trừ có nhiều chỗ nám đen ra cũng không có cái gì đáng ngại. Triệt tiêu trên người mình mạng nhện, Vin lúc này mới thu hồi coi thường ý niệm, nhìn bao vây bản thân sáu tên thích khách. Thật đúng là cái nguy hiểm thế giới A, à, liền cái thích khách cũng như vậy có đầu óc, xem ra thực sự tăng nhanh bước chân. Vin vẫn nhìn từ từ triệu bản thân bao vây lại thích khách, phải giải quyết cái này sáu cái không khó, một đại chiêu chuyện, nhưng vấn đề là ở chẳng lẽ mình vẫn có thể một mực dùng đại chiêu đối phó một đống người bình thường, sớm muộn vẫn là phải chịu thiệt, con nhện trí nhớ thể đã theo không kịp bước chân của hắn. Đang ở Vin vẫn còn đang suy tư như thế nào phá giải mấy cái này thích khách nhắm vào mình mạng nhện lúc, sáu tên thích khách động, ở biết hỏa hoạn lực vũ khí vẫn vậy có thể đối Vin tạo thành tổn thương về sau, bọn họ buông tha cho cận chiến, hai hai phối hợp, từ trên lưng cởi xuống súng trường tự động liền triều cóc vin khai hỏa. Năng lực phản ứng qua người cóc vin một nhảy, trực tiếp ẩn vào ở trụ cầu trong, mà những thứ này thích khách thời là làm thành một vòng, phòng ngừa cóc vin từ gốc chết phương hướng công kích. Đáng chết, hệ thống, ta muốn đổi trí nhớ thể y nhận được, khấu trừ ra ký chủ trước mặt đổi hộp người máy, trước mắt ký chủ còn lại 450.000 tích phân có thể đổi trí nhớ thể như sau, đề nghị. Những ký ức này thể cơ sở số liệu sau con nhận trí nhớ thể còn thấp hơn, trước mắt cũng sẽ không đối ký chủ đưa đến tăng cường tác dụng. Khi muốn xem ta như thế nào dùng, đổi vi rút trí nhớ thể. Nhận được, vi rút trí nhớ thể, tích phân. 300.000, đặc tính. Gia trị độc tố tổn thương, căn cứ đối tượng đưa đến hiệu quả tác dụng bất đồng, thông minh lựa chọn. Hệ thống cũng khó phải khích lệ cót vin một câu, tiếp theo cóc vin trên tay liền xuất hiện màu tím trí nhớ thể đem cắm vào đọc khe thẻ cóc vin lúc này mới chỗ cao hiện thân hướng thẳng đến cái này sáu cái thích khách phương hướng rơi xuống thấy được cóc vin hiện thân sáu tên thích khách cũng cho thấy bản thân chiến đấu tố dưỡng bốn chi súng trường tự động hướng cóc vin khai hỏa hai người khác tắt tiếp tục sử dụng mới vừa rồi mô tiết mảnh vỡ lựu đạn phục vụ nhưng lần này không có hiệu quả hay là mạng nhện mở đường nhưng lần này mạng nhện bị cóc vin chở theo virus tổn thương màu trắng mạng nhện hiện lên huỳnh quang tản ra một tầng màu xanh lá khí thể ném ra mảnh vỡ lựu đạn còn chưa kịp kích nổ liền cùng những khí thể này tiếp xúc tiếp theo đang lúc bọn họ ánh mắt kinh hãi trong vốn hẳn nên phát sinh nổ tung lựu đạn vậy mà liền như vậy bị ăn mòn rơi bao gồm bọn họ bắn ra đầu đạn hoàn toàn không có nhận đến bất kỳ đánh vào cóc vin nhẹ nhõm rơi xuống đất mang theo độc tố tổn thương mạng nhện cũng lòng đến bọn họ trên đầu chỉ có hai cái né tránh, còn dư lại bốn người ở kèm theo độc tố tổn thương mạng nhện trong dần dần mất đi ý thức, hôn mê bất tỉnh. Vỗ tay một cái, có viên vọt thẳng hướng ngoài ra hai cái tránh thoát một kiếp thích khách, không có đồng bạn phụ trợ, cái này hai người bình thường trình độ thích khách chính là chiến đấu tố dưỡng lại cao, cũng không cách nào cùng có viên cương, một quyền một trực tiếp cuộc ngược. Nhìn một bên vẫn còn ở cùng cái khác mấy tên thích khách xoay quanh vòng hoa ly, có viên có chút không nói, cho là có thể nhanh nhất kết thúc chiến đấu Wally vậy mà bây giờ còn đang chơi. Wally, ngươi chơi đã không? Lập tức, đáp lại Corvin một câu, vẫn còn ở cùng mấy tên thích khách xoay quanh Wally trong nháy mắt tăng thêm tốc độ, một giây đồng hồ thưởng mỗi người một quyền, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Corvin cũng rất phối hợp sử dụng mạng nhện, đem hai người bọn họ đánh ngã thích khách toàn bộ trói lại với nhau, lúc này mới nhìn về phía Sarah cùng Nisa chiến đấu hiện trường hai vị này tỷ tỷ cũng không có giống như cóc viên, hoa bên này đơn giản như vậy thô bạo, từng chiêu đều là hướng trí mạng bộ vị công tới, tuy nói hai người cũng cũng coi là mỹ nữ, nhưng là loại này lối đánh, người nào thắng cũng phải bỏ ra chút gì. Người nói, chúng ta bây giờ giúp hạ sa ra tỷ thế nào? Hoa nhìn kinh hải, đề nghị. Ừm. Nếu như ngươi không nghĩ thời gian kế tiếp một mực bị ra nhằm vào vậy, có thể thử một chút. Có ý gì? đây là hai nàng quyết đấu, ngươi cứ như vậy tùy tiện quá khứ, giúp Sara cũng sẽ không bị nàng nhớ ngươi tốt. Kia tổng không thể nhìn các nàng liều mạng đi, loại này chém giết gần người, ta cũng không nắm chặt có thể ngăn lại. Wally nhìn về phía trước hai vị mỹ nữ tu la tràn có chút dựng ngược tóc gáy, chỉ là bọn họ hai cái nói chuyện công phu, hai vị mỹ nữ trên người liền đã bị thương. Đừng nóng vội a, à, ta chỉ nói chúng ta không thể trực tiếp xông lên đi hỗ trợ, chưa nói không thể dùng khác thủ đoạn a à, vấn đề là ngươi dùng mạng nhện cũng không có phân biệt a à, ai nói với ngươi ta phải dùng mạng nhện kia ngươi dùng cái gì nhìn chính là cũng không lộ ra thủ đoạn của mình chở theo virus trí nhớ thể cót vin trực tiếp sử dụng virus năng lực một đạo không nhìn thấy khí thể chậm rãi trôi hướng đang chiến đấu hai vị lệ bên người thân trong chiến đấu trung Nisa đột nhiên cảm giác được đầu óc của mình có chút phát chìm vũ khí trong tay cũng mất đi độ chính xác mà bắt lại chiến cơ Sara thời là ở nisa lộ ra cái này sơ hở trong nháy mắt đoạn côn trực tiếp đem nisa vũ khí đánh bay đá mạnh một cước lúc này có vin cùng wali mới dễ động thủ một đạo tơ nhện từ Cóc vin trong tay bay ra wali trực tiếp cầm điều này tơ nhện cho ngã xuống đất nisa đến rồi cái toàn phương vị buộc chặt trừ đầu trở ra tất cả địa phương đều bị hắn chiếu cố đến mà Sara cũng có chút hồ nghi nhìn Cóc Vin, Wally một cái dù sao loại này đánh tới một nửa đột nhiên mất đi tiêu chuẩn chuyện không có đạo lý trùng hợp như vậy liền phát sinh trên người mình, nhưng là không có chứng cứ nạn cũng không tốt nói gì. Ha ha, chúng ta đem nạn mang về, để cho nạn đem Slay ẩn nút những thứ kia trang bị địa điểm nói ra, chuyện này liền giải quyết. Nhìn bị trói Nisa, Wally có chút vui mừng phấn khởi nói. Không có ích lợi gì, quan tét sát thủ mỗi cái cũng tiếp thụ qua nghiêm khắc tra hỏi huấn luyện, loại phương pháp này căn bản vô dụng hay là nói ngươi tính toán nghiêm hình bức cung? Hiểu oan tét huấn luyện như thế nào Sarah trực tiếp bác bỏ Oali đề nghị mà bị Coffin lợi dụng virus năng lực tác dụng với thân thể Nisa lúc này cũng là đầu óc hôn mê, không nói một lời. Cho nên, chúng ta hãy cùng làm chuyện vô ích vậy. Wally có chút không hiểu, khó khăn lắm mới theo kịp bắt địch nhân đầu mục, kết quả nghe Sarah ý là muốn trả về, vậy hắn đánh sống đánh chết rốt cuộc là vì cái gì? Wally, nghe Sarah, nàng định đoạt. Có viên ngăn lại qua ly truy hỏi, đứng ở Nisa trước mặt. Ngươi vận khí không tệ, gặp phải chúng ta mấy cái này người tốt, trở về nói cho Slay một tiếng, hắn chém ta một đau kia ta sẽ trả lại. Nói xong, vỗ một cái Nisa vai, liền cởi ra trói buộc, mặc cho Nisa rời đi. Cảm thụ bản thân có chút hôn mê cái trán, Nisa hừ lạnh một tiếng, có chút bước chân lão đảo rời đi, về phần mình những thủ hạ kia, Nisa cũng biết Cóc Vin bọn họ sẽ không để cho chạy, loại này gia tăng kẻ địch sinh lực chuyện, bọn họ còn không có ngu như vậy đi làm. Cứ như vậy để cho nàng đi rồi. Wally vẫn còn có chút không cam lòng nói. Yên tâm, ta với ngươi bảo đảm, tuyệt đối không lỗ. Bất quá trước lúc này chúng ta có sống muốn làm nha. Thưa nước đục thả câu, Cóc Vin đi về phía đám kia bị trói lại sát thủ, có chút nhức đầu không biết nên xử trí như thế nào ta gọi điện thoại cho cha ta đi, hắn là Star City Boss Cảnh sát Thám trưởng, những thứ này giao cho hắn là được. thấy được Cóc Vin ở đó gãi đầu, Sarah cũng vội vàng nói: vậy thì không thể tốt hơn nữa, nhanh lên một chút, Wally, người sẽ không tính toán để người ta cô gái tới làm những thứ này việc nặng đi. chỉ ngươi nói nhiều. khó chịu Wally hùng hùng hổ hổ mấy câu, còn là quá khứ cùng Cóc Vin một khối gánh nổi những thứ này bị trói ở sát thủ. SpeedFoxer thêm được không chỉ có thể hiện tại phương diện tốc độ, đối với SpeedDestor tố chất thân thể cũng có nhất định thêm được, chẳng qua là không có rõ ràng như vậy mà thôi, đối với gánh nổi mấy cái đại nhân mà nói, Wally hay là không có bất cứ vấn đề gì. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 54 Tìm được Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Star City Cục Cảnh sát quen tin cảnh sát điều tra ở nhận được nữ nhi mình điện thoại sau liền vội vàng vàng đi ra ngoài, làm một kẻ tháo vát cảnh sát điều tra, quen tin gia đình để cho trong bót cảnh sát rất nhiều đồng nghiệp ao ước. Có hai cái như hoa như ngọc nữ nhi, đại nữ nhi còn cùng Star City nổi danh nhất phú gia công tử yêu đương, nhìn tình hình này thỏa thỏa là gã vào hào môn tiết tấu. Tiểu nữ nhi cũng không kém, học tập với Metropolis Đại học Luật Pháp chuyên nghiệp, 20 tuổi đã ở ra sức học hành tiến sĩ học vị nghe nói ở Metropoli Đại học. Một đống lớn chất lượng tốt công tử ca đứng xếp hàng tiềm nạn ước hẹn. Chỉ bằng vào hai cái này nữ nhi, Quentin liền đã có thể chuẩn bị về hưu. Vậy mà hơn 40 tuổi Quentin vẫn vậy chiến đấu ở một đường, lấy bản thân tháo vát, lão đạo kinh nghiệm đem từng cái một tội phạm xử trí theo phép, trong cục đều có tin đồn, dựa theo cái này thế đầu, Quentin có thể ở 50 tuổi trước liền lên làm Star City cục cảnh sát cục trưởng hai cái chất lượng tốt nữ nhi hơn nữa quen tin bản thân cố gắng mặc dù hôn nhân thất bại cũng không ngăn trở người ta thành làm nhân sinh người thắng vậy mà quen tin có khổ tự biết bản thân hai cái nữ nhi đều là star city che mặt anh hùng mỗi lúc trời tối cũng đang đã kích star city tội ác mỗi đêm quen tin cũng muốn coi chừng nữ nhi mình gửi tới an toàn tin nhắn ngắn mới có thể vào ngủ hắn như sợ một khi có một ngày không có nhận được nữ nhi tin nhắn ngắn lấy được sẽ là một bản thân không tiếp thụ nổi tin dữ, nhưng tốt màu chính là, mỗi một muộn, quen tin cũng có thể nhận được bản thân hai cái nữ nhi gửi tới tin nhắn ngắn. À, làm cái gì? Bảo bối ngươi không sao chứ? Nhận được bản thân tiểu nữ nhi gọi điện thoại tới quen tin leo lên tháp chuông, liền thấy một đám bị trói ở nơi nào người bịt mặt còn có trên người treo màu xa ra, tầm đau nữ nhi mình thương thế hắn mau tới trước quan tâm hỏi, không nhìn thẳng rơi ngoài ra đứng một bên có vin cùng qua ly ta không sao, ba ba, đây chỉ là tiểu thương, ngược lại những người này, cần ngươi giúp một tay giải quyết. Đúng, đây là Kip Flash, Kamen Rider, ta hai cái bằng hữu, bọn họ giúp ta. Cùng phụ thân của mình ông về sau, Sarah lúc này mới giới thiệu đứng một bên viên cùng Wally, lễ tiết tính cùng hai cái này nhìn một cái cũng không là đồ tốt gia hỏa lên tiếng chào. Quentin tiếp tục đem sự chú ý quay lại thân con gái của mình bên trên, nhìn nữ nhi chiến thuật nuốt vào vết thương, Quen tin cảm giác mình tâm cũng phải nát. Bảo bối, ta không phản đối ngươi làm chuyến đi này, nhưng người tốt xấu cũng phải học được bảo vệ mình a. À, ai ra ta xem một chút. Lúc này Quen tin cùng bạn không có một chút tháo vát cảnh sát điều tra gián vẽ, chính là cái tâm đau nữ nhi mình lão phụ. Ba ba, chúng ta về nhà tái thảo luận chuyện này được không? Đúng, tỷ tỷ nên theo như ngươi nói, để cho ngươi mấy ngày nay cần phải bảo đảm tốt cảnh lực dư thừa. Quen tin gật đầu ta đã để thủ hạ ta người chuẩn bị sẵn sàng, nhưng là nói thật bảo bối, các ngươi thật tính toán đi tìm cái đó gọi Slay phiền toái. Mặc dù ta không biết hắn làm qua cái gì, nhưng là liền trước mắt Star City các giới danh lưu đối cái nhìn của hắn mà nói, nếu như không có xác thực chứng cứ, các ngươi làm như vậy thật sẽ thân bại danh liệt. Vấn đề ngay tại ở chúng ta không có lựa chọn khác A33, được rồi, ta bảo đảm, trừ phi có niềm tin tuyệt đối, sẽ không đi làm những thứ kia để cho ngươi lo lắng chuyện. Thấy cha mình còn tính toán khuyên, Sarah vội vàng chận lại lời đầu của hắn bảo đảm nói. Một bên nhìn hai người này ở nơi này diễn ra cha con tình thâm cót viên, cảm giác cả người không được tự nhiên, không khỏi trước khi nói ra. Chúng ta liền không ở nơi này bồi các ngươi, Kipferlash, chúng ta rút lui. Nói, cũng bất kể ly, bản thân liền dẫn đầu nhảy xuống tòa nhà, nhảy mấy cái, liền biến mất không còn tâm hơi thấy vậy qua cũng chỉ đành triều sa ra nhún nhún vai điện quan chật lóe cũng cùng rời đi tiểu nhị ngươi có thể nói cho ta biết ngươi rốt cuộc vì sao để cho chạy cái đó ni sa sao luôn cảm giác ngươi bị slay chém một đau sau hãy cùng biến thành người khác vậy trở lại khách sạn tắm xong qua đầy mặt nghi hoặc nhìn đã bò vào chăn cóc viên hỏi từ bản thân nghi ngờ nhất chuyện không phải biến thành người khác chẳng qua là rất khó chịu bị người ta chém một đau còn xám xịt trời đi về phần ta vì sao phóng ni xa rời đi ngày mai sẽ phải có đáp án hiện đang ngủ nói xong có vin liền trực tiếp tắt đèn thấy được có vin dứt khoát như vậy wally cũng không tốt tiếp tục lại hỏi tiếp đơn giản thu thập một chút liền chuẩn bị bò lên giường sau đó liền bị có vin một chân cho đạp xuống ghế salon ngày thứ hai ngủ đủ có vin lúc này mới cùng wally đi tới ống tên căn cứ gặp người cũng đến đông đủ oliver lúc này mới chuẩn bị để cho đám người tiếp tục tối hôm qua nhiệm vụ chưa hoàn thành về phần miraku thuốc giải oliver đã chế tạo ra được bây giờ còn kém đem slay bố trí ở star city hậu thủ cho nhảy ra tới đây cái bước các vị liên quan tới tìm tòi slay hậu thủ nhiệm vụ này ta nghĩ không cần quá gấp ta bên này đã có đầu mối đang lúc đại gia chuẩn bị khi xuất phát một mực ở đó nhắm mắt dưỡng thần cóc vin đột nhiên lên tiếng nói lập tức đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Có ý gì? Wally không hiểu, từ tối hôm qua bắt đầu Viên đang ở đánh đố, bây giờ cũng đến nên vạch trận đáp án thời điểm. Tối hôm qua ta ở phóng Nisa thời điểm ra đi ở trên người nàng thả chút đồ chơi nhỏ, bây giờ nó đã đem Nisa từ tối hôm qua đến bây giờ lộ tuyến cũng cho ta phản hồi trở lại. Viên thần thần bí bí nói, sau đó một châu chấu người máy nhảy đến Viên trên vai, phần mắt phóng xạ màn ảnh, trực tiếp ở trên tường hình chiếu ra một cái màu đỏ tuyến đường ở star city trên bản đồ người lúc nào thì làm wally cùng tối hôm qua tại chỗ sarah nghi hoặc nhìn cóc vin bọn họ toàn trình đều ở đây hiện trường căn bản không thấy được cóc vin dở trò gì cho dù là học người máy cũng không có thấy cóc vin thả ra ngoài huống chi sarah tin tưởng ni trình độ không thể nào không biết phía sau có người theo dõi nàng một thủ đoạn nhỏ ta biết dùng cơ giới rất khó theo dõi nàng cho nên ta đang quay bả vai nàng thời điểm, thả ra một tử thể virus, nó là vô hại, chỉ bất quá sẽ cùng ta cái này mẫu thể một mực giữ liên lạc, thông qua tử thể virus phản hồi, Nisa tối hôm qua đường đi tiếp một mực ở ta nắm giữ trong phạm vi. Tử thể virus Trí nhớ của ngươi thể còn có thứ hiệu quả này, không phải dùng để biến thân sao? Làm cùng Cốc viên từ Central City một đi ngang qua tới Oali, hắn đã sớm hiểu cóc viên biến thân cùng trên đai lưng cái đó được gọi là trí nhớ thể đồ chơi chặt chẽ không thể tách rời, chẳng qua là hắn không nghĩ tới những ký ức này thể còn có khác chức năng. Ai nói trí nhớ thể đều là lấy ra biến thân. Có chút trí nhớ thể đưa đến tác dụng so biến thân hiệu quả tốt nhiều. Quơ quơ trong tay mình màu tím virus trí nhớ thể, cóc viên lúc này mới cho mọi người giải thích tác dụng của nó. Virus trí nhớ thể, virus có thể sử dụng các loại sinh vật bệnh lây qua đường sinh dục độc cùng máy tính virus, cụ thể hiệu quả tùy từng người mà khác nhau, không đủ càng thú vị điểm ngay tại ở nó có thể tiến hành virus sinh sôi phân liệt, cho nên, các ngươi bây giờ là tính toán lập tức lên đường đâu, hay là ngồi một hồi nữa. Có viên huyễn trong tay mình virus trí nhớ thể, cái này đồ chơi nhỏ so với biến thân tới, càng nghiêng về phụ trợ. Dựa theo hệ thống cách nói, virus trí nhớ thể cứng trắng hạt số liệu còn không bằng con nhện đâu, chỉ bất quá năng lực bên trên sau con nhện chán ghét, gồm có lập tức hủy diệt một tòa thành thị virus truyền nhiễm tốc độ, điều kiện tiên quyết là virus không có bị phá giải, hắn thấy, còn không bằng trực tiếp lấy ra làm phụ trợ trí nhớ thể sử dụng, cho công kích của mình gia trì độc tố tổn thương, nếu không phải tối hôm qua Nisa chỉnh một màn này, COVID cũng không nghĩ ra sử dụng virus trí nhớ thể. Hội có thứ hiệu quả này. Oliver thấy được nhất vấn đề phiền toái cứ như vậy bị viên dùng cái nho nhỏ trí nhớ thể giải quyết, cũng là cảm giác hạnh phúc tới có chút quá đột ngột, bất quá nếu giải quyết nhất vấn đề phiền toái, chuyện kế tiếp liền dễ làm. Cùng địch go nhìn thẳng vào mắt một cái, hai người liền từ phòng nghiên cứu trong lấy ra 10 bình màu xanh da trời dược tệ. Đây là ta cùng địch go cả đêm đuổi ra ngoài Miracu thuốc giải, chỉ có 10 bình. Tác dụng của nó rất đơn giản, trước hạn đưa nó bỏ vào Slay dẫn vào cái đó trang bị phun ra đến không trung, là ở tầng mây phản ứng hạ hội nghị sương mù trạng khí thể rải rác ở Star City, cho nhân dân Star City trước hạn cắm vào Miraku kháng thể, Trung Hòa rơi Miraku mang đến ảnh hưởng. Cho nên, nhiệm vụ của chúng ta cần sửa đổi hạ, thứ nhất yếu vụ chính là nhất định phải đem Slay trang bị nắm bắt tới tay, chỉ cần một liền đủ, còn dư lại chính là phá hư mất cái khác trang bị. Ừm, nghe ra thật đơn giản, bây giờ liền lên đường sao cóc hỏi đúng vậy bây giờ liền lên đường các ngươi căn cứ cóc cung cấp lộ tuyến đi lục soát mấy cái này khu vực ta đi gặp slay oliver nói cũng bắt đầu đổi lại bản thân đồng phục kinh điển robin hút mũ trùm trang oliver ngươi điên rồi sao ngươi tính toán bản thân đi tìm slay lorel thấy được bản thân bạn đời động tác liền nghĩ qua đi ngăn lại hắn lorel nghe lời cứu vớt Star City là nhiệm vụ của các ngươi, mà đối phó Slay là nhiệm vụ của ta, đây là chức trách của ta, ngoan, cùng Sarah đi giải quyết những người khác đi, tất cả mọi người, 10 phút chuẩn bị, chúng ta phải cứu vớt tòa thành thị này. Đã xác định muốn bản thân đi đối phó Slay Oliver không phải ai có thể khuyên được, cho dù là Lorel cũng không được. Thấy Oliver kiên trì như vậy, Lorel cũng chỉ có thể cho người yêu của mình thăm tình vừa hôn về sau, lúc này mới đi chuẩn bị bản thân trang bị. Mà Cốt Vin cũng trước hạn biến thân, tùy thời chuẩn bị lên đường. Tối hôm qua Nisa sai lầm là ngươi làm a? À? Đang ở Cốt Vin vô công rồi nghề thời điểm, Sarah đột nhiên ở Cốt Vin cạnh vừa nói. Đúng nha, vì sao? Nhìn cô gái đánh nhau là một loại hưởng thụ, nhưng nhìn cô gái chém giết liền là một loại hành hạ. Cứ việc ta biết đối thủ của ngươi cũng là trên tay có vô số điều mạng người sát thủ. Nhưng nói thật ra ta còn không có cách nào làm được nhìn hai người ở đó lẫn nhau chém giết sau đó không nhúc nhích mức, cho dù nàng muốn chết, cũng không nên do ngươi tay, ngươi nhưng là siêu anh hùng, không phải cái đó oan tét nữ sát thủ, hoặc là ngươi liền xem như xen vào việc của người khác, đi rồi. Không có tiếp tục cùng Sarah nói chuyện nhiều, có Vin chào hỏi đã sớm thay xong đồng phục qua ly một tiếng, hai người liền trước hết rời đi ống tên căn cứ, tiến về thành tây khu một cứ điểm, nơi đó là Nisa cái đầu tiên dừng lại vị trí. Về phần Sarah, còn không có từ Corvin nói trong tỉnh hồn lại, nhìn biến mất ở trên đại lậu Corvin, Sarah cũng biết mình đã không còn là cái đó ở oan tét trong máu lạnh vô tình nữ sát thủ. Nàng là màu trắng chim hoàng yến, Star City siêu anh hùng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 55 Đại loạn Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Star City Green Arrow đoàn đội ở Covin trợ giúp hạ căn cứ Covin ở lại Nisa trên người tử thể virus phản hồi rất nhanh liền tìm được bố trí ở Star City mấy cái thành khu trong bí mật cứ điểm đều là cái loại đó chưa nghe ai nói đến nhà máy lại vừa lúc tọa lạc tại đám người dày đặc mang một khi Slay bắt đầu vận dụng trang bị nơi này gặp nhau trong nháy mắt hóa thành một mảnh điên cuồng địa ngục quan Tết cái này công khóa làm thật chân a à. vị trí này chọn thật không lời nói nhìn châu chấu thông qua có viên thả ra ngoài phi ưng phản hồi về tới theo dõi, hắn có thể thấy rất rõ những thứ này trong nhà máy nhỏ bố trí bao nhiêu người. Ngươi còn có tâm tư ở nơi này nói móc máy, lúc này chúng ta không phải nên trực tiếp đi vào bên trong đánh lớn một trận sao. Tựa vào trên lan can qua ly rất nhàm chán, địa phương là tìm đến, chẳng qua là Oliver bên này không có hạ lệnh, hắn cũng không tốt bản thân vọt vào ra tay. Từ lần trước bị Dissoto dạy dỗ một lần về sau, Wally sớm thu lại Sweet Dester vô địch thiên hạ tâm tư, trời mới biết cái này trong nhà máy nhỏ trường người trở ra còn chôn gì bẫy rập, bản thân như vậy vọt vào không chừng liền bị hố. Gấp gì, ngươi cũng phải cho những người khác một chút thời gian chuẩn bị a, à, chúng ta bên này muốn giải quyết chiến đấu rất nhanh. Nghe Wally kêu ca, có Vin ngược lại không có cái gì gấp gáp. Virus trí nhớ thể đánh nhau không được, nhưng là đối phó những người bình thường này tạo thành sát thủ đoàn đội, thật đúng là không có gì khó khăn. Đang ở Cóc viên cùng Hoa hai người vẫn còn ở trên lầu chót nói chuyện phím thời điểm, phụ trách liên hệ châu chấu người máy truyền tới một trận dòng điện âm thanh. Khu A vào vị trí, B khu vào vị trí. Phân biệt ở ngoài ra hai cái thành khu tìm được Slay bố trí ám thủ lô còn có roi bọn họ cũng đến chỉ định vị trí, hơn nữa Cóc viên bên này. Nisa đi qua ba cái địa điểm đều đã sắp xếp xong xuôi nhân thủ, sẽ chờ tổng chỉ huy Oliver ra lệnh. Ok chúng ta xê khu cũng liên vị, sẽ chờ Aro lên tiếng, có ai có thể liên lạc với Aro sao? Lúc này Aro, Oliver, Quinn đã lẻn vào cọ khu gian nào nhà máy, Slay an bài thủ hạ vẫn vậy giữ vững 24 giờ tuần tra trạng thái. Chẳng qua là ở Oliver trước mặt, có vẻ hơi không đáng chú ý. Đứng cách nhà máy một cây số vị trí, Oliver đem cung kéo cái đầy cõi lòng, đặc thù chất liệu chế tạo dây cung để cho hắn có thể đem bản thân mũi tên nhọn bắn xa hơn mũi tên nhọn ra dây cung oliver thậm chí không nhìn tới mũi tên này mũi tên sẽ hay không mệnh trung mục tiêu liền bắt đầu di động bắn ra mũi tên nhọn trên không trung cực nhanh đi tới rất khó tưởng tượng một chi từ dây cung bắn ra tới mũi tên có thể làm được súng bắn tỉa mới có thể mệnh trung tầm bắn mũi tên ở trọng lực dưới tác dụng vẽ ra trên không trung một đạo hoàng mỹ đường parabol rơi vào đang đang thi hành tuần tra an phòng vòng ngoài còn chưa kịp suy nghĩ ra mũi tên này mũi tên làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này lúc đâm vào trong đất đầu mũi tên lại đột nhiên phân liệt sáu con đầu mũi tên từ thân tên nơi này phân tán bắn về phía lân cận kẻ địch vội vàng không kịp chuẩn bị an phòng nhân viên trực tiếp bị ghim cái đầy mặt nở hoa địch còn chưa kịp kêu lên địch tấn công hai chữ liền bị một mũi tên tết tóc đến bả vai dòng điện lấy cái này quỷ xui xẻo làm trung tâm phúc xạ trực tiếp đem mấy tên điện hôn mê bất tỉnh Oliver bóng người rồi mới từ chỗ tối vọt ra, hai chi đặt thù đầu mũi tên liền đem vòng ngoại an ninh nhân viên giải quyết, Oliver như vào chỗ không người vậy lẻn vào nhà máy. Lâm tiếng trước khi đi, hướng nhà máy phát điện thiết bị bắn một mũi tên, tiếp theo hai cái nhảy vọt liền bò đến nhà máy lầu 2. Đích Điều khiển từ xa chi này bắn ra đặt thù đầu mũi tên, ở trong đêm phát ra một tiếng vang nhỏ, đèn đuốc sáng trưng nhà máy lần nữa biến thành một vùng tăm tối đang ở bên trong tuần tra nhân viên bị đột nhiên này phủ xuống hắc ám làm có chút lúng cuốn tay chân, còn chưa kịp chờ bọn họ đeo lên thiết bị nhìn đêm, Oliver liền ra tay. Làm một kẻ lính cung, nghe âm thanh phân biệt vị là hắn cơ bản nhất một môn học. Hắc ám hoàn cảnh để cho Oliver như cá gặp nước, mỗi một mũi tên bắn ra, sẽ có một tên ứng tiếng ngã xuống đất, ngay từ đầu, trong bóng tối còn có họng súng ngọn lửa ánh sáng, nhưng cách không bao lâu, hắc ám trong nhà xưởng liền không có một tia tiếng vang, an tĩnh đến lạ thường. 3. Điện lực lần nữa khôi phục, trong nhà xưởng chỉ còn dư lại đứng ở nền tảng chỗ Oliver nhìn thẳng trên đài cao đã võ trang đầy đủ tốt Slay. Ta dạy ngươi 5 năm, năm, ngươi liền chỉ biết học được dùng cung tên làm vũ khí của ngươi. Nhìn dưới đấy đã từng cũng vừa là thầy vừa là bạn Oliver, Slay trêu nói. Cung tên là tốt nhất đạo cụ, trong mắt của ta, nó có thể để cho ta tận lực tránh khỏi đầy tay máu tanh thật sao ngươi trở lại star city năm thứ nhất máu trên tay cũng không so với ta thiếu cho nên ta trước giờ không có thừa nhận mình là một siêu anh hùng ta chẳng qua là cái che mặt nghĩa cảnh mà thôi bọn họ nói thế nào là bọn họ chuyện bây giờ ta tới nơi này liền là dựa theo như ngươi nói vậy làm chấm dứt rất tốt vậy thì tới đi surley gầm lên giận dữ Đôi cầm đe sức IG liền hướng Oliver khai hỏa, đã trước hạn chuẩn bị sẵn sàng Oliver lắc người một cái, trốn một bên, dương cung lắp tên liền triều Slay phản kích. Cực nhanh đầu mũi tên bay về phía Slay, nhưng trực tiếp bị Slay dùng đao cho cách cản lại, bắn bay đầu mũi tên trên không trung kích nổ, quen thuộc phân liệt tên lần nữa đánh ra, nhưng là làm một cường hóa người, những thứ này phân liệt tên cũng không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào. Qua đao đón đỡ mấy cái bắn hướng mình đầu mũi tên, Slay cũng vọt đến góc chết. Phân liệt tên, ngươi đồ chơi nhỏ thật đúng là nhiều, nhưng ngươi quên, ta bây giờ cũng không phải là năm năm trước. Giữa lưng vào góc chết, Slay đột nhiên một cước đạp hướng trước mặt mình khung sắt, cường hóa thể chất để cho hắn trực tiếp đem khung sắt gạt ngã. Hãy cùng quân bại domino vậy cái này tiếp theo cái kia đổ hướng Oliver vị trí. Cảm nhận được sau lưng truyền tới động tỉnh Oliver lật về phía trước lăng, tránh thoát một kiếp, mà thừa dịp cái này tránh né quay người. Slay đã vọt tới. Không kịp cầm tên Oliver trực tiếp nắm chiến thuật của mình cung hãy cùng Slay bắt đầu sát người vật lộn. Nhưng làm một kẻ chỉ có thể coi là người bình thường cực hạn Oliver, đối mặt Slay cường hóa tố chất thân thể cùng cao siêu kỹ xảo chiến đấu, căn bản không chiếm được lợi ích, chẳng qua là qua mấy chiêu, Oliver liền bắt đầu xuất hiện đổi thế. Hợp với hai cái trọng quyền, Slay trực tiếp đem Oliver chiến thuật cung cắt đứt, đập ở trên người hắn trực tiếp đem Oliver chùi bay, Oliver đụng vào trên tường lại té xuống, cảm thụ trên người mình thương thế, mới vừa rồi một quyền kia thấp nhất để cho hắn gãy hai cây xương sườn. Một mình ngươi tới thật là xung động biểu hiện, Oliver. Nhìn dãy dù đứng dậy Oliver, Sleigh cũng không có trực tiếp đánh thẳng tay, giống như trước cam kết qua, hắn muốn tự tay hủy diệt Oliver hết thảy, sau đó mới cho phép Oliver tử vong. Một cái tụ tiễn từ Oliver trên cánh tay phát ra, nhưng bị Slay nghiêng đầu thoáng qua. Thế nào, ngươi liền đau đớn cũng không nhịn nổi, mất đi độ chính xác. Nhẹ nhõm tránh thoát Oliver đột nhiên tập kích Slay đứng ở Oliver trước mặt, nhìn có chút thở hỗn hển Oliver, nắm cổ áo của hắn nâng hắn lên không chút lưu tình dễu cợt nói. Ta xưa nay sẽ không lỡ tay, Slay. Bị Slay níu lấy cổ áo Oliver lộ ra cái thần bí nụ cười. Slay đột nhiên quay đầu, phát hiện mới vừa rồi không bắn trúng đầu mũi tên lúc này đang đâm vào nhà máy thùng dầu bên trên, đang kia lóe hồng quang. Âm. Cột vào trên đầu tên thuốc nổ nổ tung, đem bản thân mệnh trung thùng dầu một khối dẫn bộc phát lên, hùng mạnh sóng xung kích mang theo sắc lá ở trong nhà máy tứ tán, mà đang sách theo Oliver Slay cũng đã thành Oliver thiên nhiên khiên thịt, cứng rắn ăn cái này sóng đánh vào, còn có mấy tờ bay tới sắc lá. Nổ tung mang theo hai người phá vỡ vách tường, lăn lộn đến nhà máy vòng ngoại đất cát bên trên, từ dưới đất dãy dụ đứng dậy Oliver nhìn bị thương rất nặng Slay, chẳng qua là mấy cái trong nháy mắt, người thắng bên thua liền điên đảo vị trí. Người trước kia cũng không có như vậy tự đại, Slay, Miraku để cho ngươi mất đi phải có đề phòng, bây giờ, là ta thắng, đánh bại ngươi, ngươi ám thủ chúng ta bên này cũng đã từng cái một đi giải quyết, hết thảy đều kết thúc, Slay. Slay lúc này có chút chật vật, trên lưng miễn cưỡng ăn một cái sống xung kích cùng mấy khối sắt lá, nếu không phải Miraku thêm được, bây giờ hắn đã chết, nhưng hắn lúc này cũng tạm thời mất đi năng lực hành động. Tháo mặt nạ xuống, nhìn che bụng hướng bản thân đi tới Oliver, Slay trên mặt cũng không có phẫn nộ, ngược lại là lộ ra nụ cười. Ngươi thật để cho ta mở rộng tầm mắt a, à, Oliver, xem ra ở Star City mấy năm này ngươi không có phí công đợi, bất quá ngươi cho là ngươi thật thắng sao. Buông tha đi, Slay, bạn của ta lúc này nên đem ngươi bố trí ở Star City ám thủ làm hỏng, kế hoạch của ngươi đã xong. Nghe Slay vậy, Oliver trong lòng dân lên không ổn ý niệm. Đúng vậy a, à, ta biết, nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là những thứ kia bị ta an bại ở Star City cái khác địa khu trang bị chính là ta ám thủ. Ai cho ngươi ảo giác? Còn có, ngươi không cảm thấy từ mới vừa mới bắt đầu đến bây giờ, ngươi một mực không có nhận được bằng hữu ngươi truyền tin sao? Oliver nghe xong Slay vậy, trong lòng kia cổ bất an kịch liệt phóng đại. Star City, thành Tây Khu, có Vin cùng Wally chỗ thành khu. Tại không có nhận được Oliver chỉ thị Vin, mắt thấy sắc trời dần dần muộn, liền trực tiếp cùng Sarah còn có roi bọn họ thông khí, ước định thời gian một khối phát động tập kích. Có virus trí nhớ thể trợ giúp. Cóc cùng Wally hoàn toàn không có dùng bất kỳ bạo lực hành động liền đem giấu ở trong nhà máy nhỏ sát thủ đánh ngã, rất thuận lợi đem Miracu thuốc giải cất vào cái này phun ra trang bị bên trong. Chúng ta bên này làm xong, những người khác đâu? Có hay không có thể nói chuyện? Cóc Vin thông qua châu chấu người máy cùng những người khác truyền tin, nhưng chỉ nghe được trong kênh nói chuyện truyền tới trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng cùng khí đã kích ở người trên thân thể thanh âm. Được rồi, xem ra người ta bên kia rất bận rộn, Wally, ngươi thế nào còn không có đem vật này bắn thượng thiên A? Nhúng vai một cái, cóp vin đối vẫn còn giả bộ đưa trước mặt mần mò oali hỏi ta đang thử nhưng là vật này giống như không nghe ta chỉ huy a Hắc. ta xem một chút đi lên trước cóp viên thấy được trang bị giao diện điều khiển nơi đó vẫn vậy lóe đến ngược bắn trang bìa cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào ngược lại bởi vì ly thao tác giao diện điều khiển trang bìa bắt đầu biến thành màu đỏ ừm ta xem không hiểu hay Bất quá ta cảm thấy chúng ta phải vội vàng mang theo những người này nhanh chóng. Vì sao? Ngươi ra mắt nhà nào giao diện điều khiển sẽ ở kia chợt lóe chợt lóe bốc lên hồng quang. Cái này con mẹ nó chính là cái mình định giờ a, à, tất cả mọi người rời đi vị trí của các ngươi, đây là một bẫy rập. Có Vin hướng về phía Oali gầm thét một tiếng, trong tay mạng nhận sinh thành, đem những thứ này đảo thành một mảnh sát thủ toàn bộ bao ở, trực tiếp mang theo bọn họ hướng ngoài cửa chạy đi còn không có quên thông qua châu chấu người máy đối cái khác còn đang tiến hành đột phá xa ra cùng roi bọn họ cảnh báo trước. Mới vừa mang theo đám này xui xẻo gia hỏa chạy ra nhà máy không tới 10 mét, ngọn lửa liền bao phủ cái này hãng nhỏ, cực lớn nổ tung mang theo đầy trời ánh lửa hướng lên chân trời, sóng xung kích trực tiếp đem cóc vin cùng qua ly thổi bay. Còn không có từ dưới đất bò dậy, ngoài ra hai nơi cũng xuất hiện một đạo thông thiên ánh lửa. Cò khu nhà máy, Oliver đứng ở trên đất trống nhìn phía xa dâng lên ba đạo ánh lửa, choáng váng. Ta chưa từng có nói qua những thứ đó chính là ta ám thủ, lá bài tẩy của ta vẫn luôn bày ở ngoài sáng, chính là đặt ở phủ thị chính kia một đài, bất quá bây giờ, Nisa đã bắt đầu thi hành nhiệm vụ của nàng. Nằm dưới đất Xley vừa mới dứt lời, một đạo lục sắc huỳnh quang liền từ Star City phủ thị chính dâng lên, thẳng tắp bay hướng mây trên trời tầng, nổ tung huỳnh hào quang màu xanh lục ở trong tầng mây lóng lánh, màu xanh lá kết tinh trạng vật thể bắt đầu từ trên trời trôi xuống, bao trùm cả tòa Star City. Mà mới vừa rồi còn bị thương rất nặng Slay lúc này cũng nhân cơ hội đứng dậy, Miraku cường hóa đã để hắn khôi phục cơ bản năng lực chiến đấu. Ta nói qua cho ngươi, Oliver, cái này muốn hủy ngươi hết thảy, mà đây chỉ là bắt đầu. Hồi khí lại Slay lần nữa mang mặt nạ, không có tiếp tục cùng Oliver chiến đấu tính toán hướng xuống đất ném một đạn khói, liền rời đi, chỉ còn dư lại Oliver nhìn bắt đầu tung bay ở Star City Miracle kết tinh vật, không biết làm sao. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 56 Hủy diệt đêm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Đáng chết, bị chơi một vố, hay, những người khác không có sao chứ? Có ai trở về ta cái lời? Từ nổ tung đánh vào trong hồi lại có Vin cùng qua ly nhìn trước mắt đã thành một đám cháy hãng nhỏ, đang thông qua châu chấu người máy cùng phân tán tại cái khác thành khu Sara còn có roi xác nhận tình huống. Chỉ là thông qua châu chấu người máy truyền tới chỉ có một trận dòng điện âm thanh. Tại sao có thể như vậy, chúng ta không phải nên phá hủy kế hoạch của Slay sao? Tại sao có thể như vậy? Wally ngơ ngác nhìn trước mặt đám cháy, có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt nếu như không phải có viên cảnh báo trước nhanh, cho dù là hắn cũng không dám hứa chắc bản thân một chút việc cũng không có. Có thể tưởng tượng được, hay là người bình thường thể chất thi đối mặt như vậy đột nhiên xuất hiện nổ tung, lại có thể làm ra như thế nào ứng đối? Hay? Hay? Bình tĩnh một chút qua ly. Tình huống còn không có như vậy hỏng. Ngươi phải tin tưởng thi các nàng. Nhìn một bên có chút bệnh tâm thần qua ly, Cotvin cố nén nổ tung mang đến choáng ván đầu, lớn tiếng đối Oali nói, hắn nhưng không muốn nhìn thấy người này lên cơn. Đúng. Người nói đúng, thì khẳng định không có chuyện gì. Bây giờ nên làm gì? Wally lúc này cũng không biết nên cầm ý định gì, rốt cuộc còn là một mới vừa đạt được Speed Forcer không lâu người tuổi trẻ, đối mặt tình huống như vậy, căn bản không biết làm sao. Nhưng vấn đề là ở, Vin tuổi tác cũng không có so Wally lớn đi nơi nào, bản thân hai đời cộng lại cũng là lần đầu tiên đụng phải loại này chiến trận lớn, trong lúc nhất thời cũng bị qua ly hỏi khó, không biết trả lời như thế nào. Tốt vào lúc này, vốn gãy truyền tin thi mấy người cũng từ châu chấu người mấy nơi đó tiếp nối kênh. Chúng ta không có sao, Wally, các ngươi có khỏe không? Cảm ơn trời đất, thì ngươi không có sao thật là quá tốt. Wally ông cái đó châu chấu người mấy, cùng ông tánh mạng mình vậy, ngược lại có viên bị qua cái này thái độ làm có chút mộng. Cái này tới Star City tính tới tính lui cũng không có vượt qua 10 ngày, Wally cùng thi tình cảm ấm lên có chút nhanh a. À. Hay, có người ở trong kênh nói chuyện sao? Đang ở Wally tính toán cùng thi nhiều phím vài câu thời điểm, lâu dài hạ tuyến Oliver cũng tại lúc này tiếp nhập kênh. Tất cả mọi người đều ở đây, Aro, tình huống gì? Có viên đoạt lấy châu chấu người mấy, cùng Oliver truyền tin nói. Bị Slay đùa bẩn, những thứ này đều là đạn khói, chỉ có Phủ Thị Chính cái đó là đồ thật, bây giờ, Slay đã bắn. Vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ đi Phủ Thị Chính tìm Slay, những người khác cũng vội vàng tới, mặc dù chỉ là bắn một, nhưng là vẫn vậy phúc xạ Star City, dựa theo cái này xu thế, Phủ Thị Chính nên là nghiêm trọng nhất khu vực sau đó dựa theo khoảng cách hiệu quả giảm dần, mỗi người các ngươi nên đều có một chi thuốc giải, vội vàng dùng nó, sau đó Phủ Thị Chính tập hợp ta không kịp chờ cóc tiếp tục hỏi, oliver liền đơn phương hạ tuyến, mà nghe được oliver nói chuyện đám người, cũng tìm tới chính mình trên người thuốc giải, trước hạn ăn vào, trừ cóc trang phục kỳ sĩ giáp trực tiếp tránh khỏi cóc sẽ hấp thu đến có độc khí thể vấn đề. nơi này giao cho ngươi, ta đi tìm thi. wally giao phó cóc một câu về sau, liền trực tiếp hóa thành một tia chớp chạy về phía wally vị trí hiện thời. Lưu lại vin một thân một mình cùng một đám té xuống đất sát thủ Mẹ nó, độc thân cậu thật không nhân quyền Thầm mắng một câu ly có dị tính không nhân tính vin cũng chỉ đành dựa vào bản thân hai chân ở trên đại lầu nhảy Hướng phủ thị chính phương hướng lên đường Ống tên căn cứ, phụ trách toàn trình tiến hành kỹ thuật tiếp viện phí lị Hida có chút khoảng Kể từ Oliver cùng Slay chống lại về sau Nàng cùng toàn bộ xuất ngoại chăm chỉ đội viên cũng mất đi liên hệ cũng cảm giác toàn thế giới chỉ còn dư lại bản thân vậy. Các anh em, có ai có thể trả lời ta một câu sao? Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta bên này biểu hiện Slay đặt ở phủ thị chính cái đó trang bị đã khởi động, ai có thể nói cho ta biết bên ngoài chuyện gì xảy ra? Các anh em, hoàn toàn không chiếm được đáp lại phí lị Hida thông qua mặt đường hệ thống theo dõi, đã thấy ở vào phủ thị chính thứ nhất, thứ ba, thứ năm khu phố đã xuất hiện nhiễu loạn trên đường phố đã xuất hiện rất nhiều nỗi điên lên gia hỏa bắt đầu phá hư mặt đường tập kích người đi đường phá hư hết thảy thấy được thiết thi để cho phí lị hida nhìn kinh hồn bạc vía phí lị hida ngươi ở đâu đang lúc phí lị hida vì phát sinh star city hết thảy cảm thấy sợ hãi lúc oliver phải thanh âm thông qua ống nói truyền tới đúng vậy ta ở rốt cuộc chuyện gì xảy ra oliver làm sao sẽ biến thành như vậy Slay trước hạn phát động trang bị, ta bây giờ đang triều phủ thị chính chạy tới, người có thể tầm xa thao túng cái đó phun ra trang bị sao? Ta không làm được, Oliver, cái này trang bị bị thiết trí đồng mạng khóa, nếu như không có con người chủ nhân giải tỏa, căn bản là không có cách tầm xa thao túng. Khi ta đã biết, ta bây giờ liền chạy tới phủ thị chính. Trên người ta còn có một chi Miraku thuốc giải, ta tin tưởng Slay chắc còn ở nơi đó chờ ta, bây giờ tình huống thế nào, phí lị Hida. Tình huống, tình huống đã hỏng bét thấu. Phí lị Hida không biết như thế nào hình dung bản thân chỗ đã thấy tình huống, chỉ có thể như vậy úp úp mở mở suy đoán trả lời. Rốt cuộc có. Được rồi, ta nghĩ ta đã biết, đợi ở căn cứ trong phí lị Hida, chờ mệnh lệnh của ta. Được rồi, chúc ngươi nhiều may mắn, Oliver. Đóng lại truyền tin, đã chạy tới phủ thị chính phụ cận Oliver đã thấy bản thân khó có thể tưởng tượng một màn trên đường phố cửa hàng ở bén lửa, vô tội người đi đường ở thét chói tai, đã lâm vào điên cuồng người ở công kích kia bản thân tầm mắt bên trong hết thảy sự vật, mặc dù không có giống Slay như vậy lực lớn vô cùng, nhưng lại thay đổi càng khó chơi hơn. Slay Cái tên vương bác đảng ngươi Rống giận một tiếng, Oliver trực tiếp liền hướng phủ thị chính phương hướng phóng tới, đồng thời dương cung lắp tên, giải quyết cản ở bản thân trước mặt hết thảy địch nhân, sơ tán quần chúng. Nhanh, hướng ga tàu điện trong chạy. Đáng chết, các ngươi những người khác ở đâu? Trong túi đựng tên tên là có hạn, cho dù cộng thêm đặc thù đầu mũi tên, Oliver vẫn vậy không cách nào giải quyết hết hết đợt này đến đợt khác người tập kích, huống chi bọn họ còn là một đám vô tội thị dân, mà chính hắn, bị Slay đánh thương còn chưa khỏe, cố nén đau đớn đang cùng những người này tác chiến. Tâm lực quá mệt mỏi Oliver chỉ đành phải kỳ vọng tiểu đội mình vội vàng đến hiện trường, như vậy hắn mới có thể đi tìm Slay tính sổ. Màu vàng lóe sáng ở Oliver trước mặt lướt qua, đem hẳn mấy cái đánh về phía Oliver thị dân toàn bộ trói ở một bên đèn đường trên kệ, hai chi phi tiễn từ đỉnh đầu xẹt qua, bao hàm ở đầu mũi tên trong cường lực thuốc mê phun sương thả ra, giải quyết hết bên kia thị dân. Trước tiên chạy đến là ông Thi Wally hai người phân biệt thanh không Oliver chung quanh thị dân. Đón lấy, có viên chạy tới mười mấy tấm trống rỗng sinh thành mạng nhện đem mặt đường bên trên nổi điên thị dân bao lại, có thể thừa nhận được ở 50 tấn sức kéo mạng nhện đối phó những thứ này mất lý trí thị dân không thể tốt hơn nữa, chỉ hiểu dùng cậy mạnh bọn họ căn bản là không có cách cửa ra mạng nhện trói buộc. Ngươi chậm tiểu nhị. Hoa Ly trêu nói. Nhờ cậy, không phải mỗi người cũng giống như ngươi mở hát speed. Đang ở Cóc viên cùng Hoa lẫn nhau nhạo bán thời điểm, Sarah ra bọn họ cũng đến, chỉ bất quá Slay Đạo làm có chút chật vật. Cho nên, bước kế tiếp là cái gì? Có Vin xuất hỏi trước nói. Trước mặt chính là phủ thị chính, Slay nhất định sẽ ở đó bố trí xong đủ nhân thủ chờ chúng ta quá khứ, bết bát hơn chính là cái đó trang bị dùng chính là Slay trồng đen phong tỏa, chúng ta chỉ có đánh bại Slay mới có thể ngăn cản tràn tai nạn này kéo dài, nhưng bây giờ trước mặt chúng ta nhưng là có một đống nổi điên thị dân a. À. Oliver chỉ xa xa vẫn sáng đèn phủ thì chính nói rõ tình huống trước mắt, vừa nói, cũng thuận tay lắp tên giải quyết hết một hướng bọn họ xông tới nổi điên thị dân. Ừm, cái này dễ thôi, các ngươi đi đối phó Slay cùng thủ hạ của hắn, nơi này giao cho ta. Có viên trực tiếp liền đem khó giải quyết nhất nhiệm vụ cho ông xuống dưới. Thấy được đám người ném hướng ánh mắt của mình, có viên cũng có chút không nói. Đừng nhìn ta như vậy, trong này giống như chỉ có năng lực của ta có thể ở không làm thương hại đến những thứ này thì dân dưới tình huống đưa bọn họ khống chế được, mà Qua Ly có thể đem các ngươi đưa đến phủ thị chính lấy hắn cực nhanh. Nói, có Vin lần nữa trống rỗng sinh thành mấy tấm lưới lớn đem đường phía trước mặt toàn bộ bao trùm, ngăn cản nổi điên thị dân phá hư. Cho nên, các ngươi nếu như muốn để cho ta áp lực nhẹ một chút, liền làm phiền các ngươi bây giờ mau chống tới, ta cảm giác chung quanh nổi điên thị dân giống như càng ngày càng nhiều. Miraku ảnh hưởng đang đang khuếch đại. Ta đã biết, nhờ ngươi, Wally. Thấy được có viên nhẹ nhõm đem chung quanh thị dân khống chế được, Oliver cũng biết không phải là kiểu cách thời điểm, đối một bên Wally nhờ cậy nói. Wally cũng dứt khoát, trực tiếp liền hóa thành một tia chớp đem Oliver đám người đưa hướng phủ thị chính. Tiểu nhị, cái này là lần đầu tiên nhất giống như siêu anh hùng thời điểm. Còn lại cuối cùng thi thời điểm, qua ông thi đối Cotvin Vin nói một câu, liền hóa thành lóe sáng rời đi, chỉ còn dư lại Cotvin Vin một người vẫn còn ở trên đường cái. Nói nhảm, các ngươi nếu là đều ở đây, ta thế nào an tâm hoàn thành nhiệm vụ này a? À? Hướng về phía đã biến mất Qua trả lời một câu, Cotvin Vin lúc này mới xoay người đối mặt đã toàn bộ bị Miraku ảnh hưởng Star City thị dân, bàn tay khẽ nhét, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 57 Cứu tử phù thương quyền Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Star City phủ thị chính trên đường phố làm tiếp cận nhất sẽ lấy bắn Miracu khí thể khu vực tai nạn nghiêm trọng Trừ trước đó bị Oliver đám người sơ tán đến ga tàu điện ngầm trong thị dân Bây giờ trên đường phố sóng động tất cả đều là bị Miracu ảnh hưởng mất lý trí, vô cùng công kích tính Trừ có Vin một người thủ vững ở đó trên căn bản đã không có người nào ở cái này con mẹ nó chính là Star City Doomsay. Chỉnh liền một tre sai Evil được rồi. Nhìn trên đường phố rậm rạp chằng chịt đầu người, có viên không ngừng được rủa xả tâm, trừ sẽ không cắn người, hiện ở những người này cùng zombie không có gì khác biệt, thấy người liền công kích, thấy vật liền đập, kia còn có một chút người bình thường dáng vẻ. Cho dù là có viên sử dụng mạng nhện, cũng không có có trước đó cái loại đó hiệu quả, một trường có thể thừa nhận được ở 50 tấn sức kéo mạng nhện cũng không chịu nổi mấy trăm tới người cùng nhau ra tay làm phá hư, chân trước mới vừa đem mạng nhện ném ra, chân sau liền bị khổng lồ nhân dân quần chúng trực tiếp xé, trước sau đưa đến chặn lại làm chưa dùng tới 5 giây. Mà những thứ này phát điên thì dân tự hồ cũng nhận định có viên cái mục tiêu này, tất cả đều triệu có viên một người vọt tới. Đối mặt khổng lồ nhân khẩu số lượng, có Vin cũng sẽ không ngốc nghếch trên mặt đất cùng bọn họ dây dưa, nhẹ nhàng giật mình, liền rơi vào chỗ cao, nhìn phía dưới bởi vì mất đi mục tiêu lại bắt đầu khắp nơi phá hư thị dân cóc viên chỉ có thể từng nhóm một phân tầng để giải quyết chẳng qua là hắn một lực lượng cá nhân cuối cùng là có hạn Miraku ảnh hưởng cũng bắt đầu triều cái khác thành khu lan tràn đáng chết tiếp tục như vậy không thể được a à. hệ thống virus trí nhớ thể năng không tiến hành thuốc giải tích vội vàng khắp nơi cứu hỏa cóc viên nhìn bắt đầu phân lưu đám người trong lòng không khỏi khẩn trương chỉ có thể đem hy vọng gửi gắm vào bản thân cái này mới lấy được virus trí nhớ thể bên trên ở hắn nghĩ đến nếu virus trí nhớ thể năng đủ chế tạo virus ngược lại cũng hẳn là có thể cởi ra virus mới đúng mà trước mắt những thứ này đưa đến mọi người nổi điên miracu khí thể liền nên là thuộc về virus hoặc là thần kinh thuốc loại này tầng thứ trên lý thuyết virus trí nhớ thể có thể đối tiếp sờ hết thảy có độc vật chất tiến hành giải tích sao chết, bất quá nếu như sử dụng còn cần ký chủ tự đi đi lục lọi cho cái lập lờ nước đôi câu trả lời, Coffin cũng không nhìn được nhức đầu, nhưng nhìn phía dưới cũng mau thành zombie vây thành đám người, hắn hay là lựa chọn sử dụng, dù sao hắn cũng chưa thử qua sử dụng virus trí nhớ thể đại chiêu. Đem triệu hoáng đi ra virus trí nhớ thể bỏ vào độc khe thẻ vỗ một cái, virus maximum dry. Vô cùng quen thuộc chiêu độc điều âm thanh vang vọng trên không trung, đem nổi điên đám người sức hấp dẫn lần nữa kéo về Coffin nơi này mà vin cũng thông qua virus trí nhớ thể, cảm nhận được trong đầu của chính mình bị một cổ số liệu khổng lồ lưu cọ rửa, bắt được không biết virus, giải tích trong, giải tích xong. Một đạo điện tử âm thanh ở Corvin trong đầu vang lên, đồng thời Corvin cũng biết virus trí nhớ thể đích xác có hệ thống đã nói hiệu quả, giải tích hết thảy virus. Màu tím quan đoạn ở Corvin trên nắm tay ngưng tụ, nhìn triều bản thân chen chúc tới đám người, vin trực tiếp trống to một tiếng từ trên đài cao nhảy xuống, vung quyền. Trên nắm tay ngưng tụ tử sát quan đoàn vải ra, ở lấy mắt trần có thể thấy xu thế trở nên lớn, trực tiếp đập ở trong đám người ương, không có sóng xung kích, quan đoàn đập ở trong đám người trực tiếp liền hóa ra màu tím sương mù bao phủ lại bọn họ. Làm cóc viên rơi xuống thời điểm, sương mù chỗ phạm vi bao phủ trong, đám người toàn bộ té xuống đất ngất xỉu đi. Trong cùng bên trong cơ thể của bọn họ Miraku độc tố sau này, thấu chi thể lực phản hồi với bản thân, nhân thể bảo vệ cơ chế trực tiếp để cho bọn họ cưỡng ép tiến vào trạng thái hôn mê, tình cờ có mấy cái tỉnh táo cũng là nằm ở kia trên rỉ. Móa, không nghĩ tới virus trí nhớ thể chỗ dùng lớn như vậy, cứu tử phù thương quyền A nhìn chung quanh ngã xuống một mảng lớn người, có Vin cũng không nhìn được cảm khái hạ virus trí nhớ thể dịu dụng. Nó không giống mấy cái chủ kỳ Siri trí nhớ thể như vậy có không sai cứng trắng hạch số liệu cùng thuộc tính, nhưng là lại có thể phát huy ra kỳ diệu tác dụng liền giống bây giờ riêng là phải dựa vào công nhận trí nhớ thể có viên đánh tới ban ngày cũng không nhất định hữu dụng sẽ còn theo thời gian trôi đi xuất hiện thương vong bất quá bây giờ xem ra virus trí nhớ thể dịu dụng so Oliver bọn họ tăng ca thêm giờ đuổi ra ngoài thuốc giải còn dùng tốt xa xa dù đã đám người thấy được bên này trống đi một mảng lớn khu vực gào lên hướng bên này vọt tới sau đó có viên bài củ soạn lại, cho xong tới đám người đến rồi một cái cứu tử phù thương chân. Nồng hậu hôi chân, phi, năng lượng sương mù bao phủ lại những người này, đưa bọn họ biến thành cùng bên cạnh những thứ này té xỉu người vậy. Hợp với hai cái đại chiêu, có viên chỗ đường phố đã bị thanh không, đang chuẩn bị rời đi có viên đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng súng, không có nhiều hơn suy tính, liền hướng tiếng súng truyền tới phương hướng rời đi. Quen tin cảnh sát điều tra rất may mắn, bởi vì mình nữ nhi cảnh báo trước, quen tin đối với cái này thần bí thị trưởng người ứng cử Slay một mực giữ vững cảnh giác, thủ hạ của mình cũng làm được rồi hết thảy chuẩn bị. Ở Slay phóng ra Miraku độc tố sau, chuẩn bị sớm quen tin trong tay mỗi người có một cái mặt nạ phòng độc, trước tiên ngăn cách mình cùng Miraku tiếp xúc, nhưng hắn không có nghĩ tới là Miraku độc tố đáng sợ như vậy, vậy mà có thể để cho người biến thành một đánh mất lý trí người điên, bản thân trong bóc cảnh sát có một phần ba đồng nghiệp đều trúng chiêu võ trang đầy đủ quen tin chết lặng, nguyên tưởng rằng Miraku là tương tự thần kinh khí độc vậy vật, nhưng không nghĩ tới hiệu quả cũng là để cho người thay đổi mất lý trí, liều lĩnh công kích người khác. Càng quan trọng hơn là những thứ này tập kích bót cảnh sát đều là bản thân đã từng bạn bè, gặp mặt qua thị dân, hắn không thể nào đem hồng súng nhắm ngay những người này, đạn thật nhồi vào quen tin đám người chỉ đành phải lựa chọn trong cuộc chứa lượng không nhiều súng thuốc mê, dựa vào có lợi địa hình tiến hành phòng thủ, liên tục bại lui. Yêu. Quốc dân đội cảnh vệ còn bao lâu có thể tới đây? Hướng bản thân một lão đồng nghiệp nổ một phát súng, một bên nhồi vào đạn quen tin đối với mình Tiểu Nhị nói. Không biết. Chúng ta nơi này truyền tin xảy ra vấn đề, cùng phía ngoài liên hệ lúc liền lúc đứt. Hơn nữa, quốc dân đội cảnh vệ trưởng quan nói cho ta biết, bọn họ bên kia cũng xuất hiện tình huống như vậy. Bị gọi là yêu cảnh sát lao lực đáp lại nói, bọn họ lúc này đang đội cổng phòng ngừa quá nhiều đám người đánh vào cục cảnh sát, tạo thành một hệ liệt phá hư tai nạn. Đáng chết. Aro bọn họ chuyện gì xảy ra? Thế nào lúc này còn không có động tĩnh? Nghe xong bản thân tiểu nhị hội báo, quen tin cũng là bất đắc dĩ, bây giờ tình huống như vậy, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tiếp viện. Vậy mà tiếp viện lúc nào có thể tới, quen tin căn bản không dám hứa chắc. Đang lúc này, đang lao lực chống đỡ cổng yêu cảm giác được bên ngoài đánh vào cổng đám người đồng tỉnh nhỏ liền hướng bên ngoài đã không có người vậy trừ một có tiếc tấu tiếng gõ cửa hello bên trong có ai không mở cửa đưa ấm áp à mở cửa đưa ấm áp là cái gì quỷ yêu bị cái này đột ngột một câu nói cho sửng sốt ngay sau đó hắn lại phản ứng kịp quảng hắn những lời này là có ý gì ít nhất trước mắt đến xem bản thân bên ngoài nhất định là không có gặp nguy hiểm không phải cũng sẽ không có người gõ cửa còn nói hắn nhưng là nhận thức qua những thứ này trúng độc đồng nghiệp có nhiều điên cuồng mừng rỡ mở cửa yêu liền thấy nguyên bản đánh vào cổng đồng nghiệp cùng bình dân lúc này đang ngổn ngang nằm trên đất mà trước mặt mình thời là một toàn thân hắc kim hai màu thiết giáp bọc lại quái nhân hù dọa hắn vội vàng dơ súng nhắm ngay hắc hắc tiểu nhị thả lỏng ta nhưng là tới giúp các ngươi ngươi những thứ này đồng nghiệp không có sao chỉ là bởi vì thoát lực ngất đi mà thôi, các ngươi trước mắt cao nhất trưởng quan là ai? Nhìn yêu cái này khẩn trương cử động, Cóc viên vội vàng cao dơ hai tay bày tỏ bản thân không có ác ý gì. Là ta, Quentin, rốt. Ngươi là... Kamen Rider. Quentin vẹt ra đám người đi ra, mượn ánh đèn thấy được Cóc viên cái này quen thuộc trang phục không khỏi kêu lên sợ hãi. Thật cao hứng ngươi còn nhớ danh hiệu của ta, Quentin cảnh sát điều tra, bên ngoài những người này không có sao, bất quá cần ngươi giúp một tay đưa bọn họ thu hẹp một cái. Cuối người dò xét hạ bản thân đồng nghiệp khí tức, quen tin cái này mới đối với hắn đồng nghiệp của hắn gật đầu, may mắn sóc lại cảnh sát lúc này mới bắt đầu lên đường đem bản thân những thứ kia té xỉu quá khứ thành phố thu hẹp đứng lên. Mà quen tin cũng mượn cái này khoảng trống hướng cóc viên hỏi thăm tình huống. Con gái của ta không có sao chứ? Ta đây không rõ ràng lắm, bọn họ bây giờ nên ở phủ thị chính bên kia ác chiến nhưng trước mắt mà nói nên là an toàn đại khái cóc vin cũng là không xác định nói ta muốn đi tìm các nàng quen tin nghe cóc vin cái này không xác định trả lời liền định xông ra lại bị cóc vin ngăn lại bình tĩnh một chút quen tin cảnh sát điều tra ngươi đi qua giúp không là cái gì ta quá khứ mới được bất quá trước lúc này ngươi phải nói cho ta biết trước star city kiến trúc cao nhất ở đâu Ngươi hỏi cái này để làm gì? tin có chút không hiểu. Bên ngoài còn có rất nhiều người bị Miraku ảnh hưởng, ngươi tính toán để bọn họ bất kể. Không giải quyết bọn họ, phủ thị chính bên kia chúng ta căn bản làm khó dễ. Cách hai cái khu phố, Star City tháp truyền hình, kiến trúc cao nhất, vô luận ngươi muốn làm gì, tốt nhất nhanh lên một chút, ta không nghĩ nữ nhi của ta nhóm bị đến bất cứ thương tổn gì. Có ngươi những lời này như vậy đủ rồi, Nhìn ta tín hiệu, sau đó dẫn cái khác bị kẹt thị dân rời đi khu vực nguy hiểm. Chờ ngươi cái gì tin? Quen tin còn chưa hiểu tới cót nói ý tứ của những lời này, cót liền đã rời đi cục cảnh sát, triều hai cái khu phố ngoài Star City tháp truyền hình chạy đi. Chỉ dùng một phút thời gian, cót liền thấy Star City tháp truyền hình kiến trúc. À, đều nói virus trí nhớ thể có hủy diệt một tòa thành năng lực, ngược lại cũng thì có cứu vớt một tòa thành năng lực ta ngược lại muốn xem xem là thật hay giả. Bôn ba trong cót vin tự mình nhạo bán một câu, liền đập cắm ở đọc trong lỗ quét thẻ virus trí nhớ thể, điều đến đầy công suất trạng thái. So dĩ vãng lớn hơn tử Sắc quan đoàn tụ tập ở quả đấm mình bên trên, cót vin mượn lực nhảy một cái bằng vào con nhện trí nhớ thể mang cho hắn thêm được một cái nhảy tới tháp truyền hình 2 phần 3 độ cao, mượn khung sắc tiến hành hai lần nhảy, cót vin trực tiếp phóng qua tháp truyền hình bản thân độ cao, còn phải lại cao hơn không ít vung mạnh lên quả đấm tự sát quan đoàn trên không trung tạo thành một cái cực lớn quả cầu ánh sáng bay về phía trời cao ở đến độ cao nhất định về sau quan đoàn nổ tung màu tím sương mù bắt đầu lấy tháp truyền hình làm trung tâm hướng khắp thành phạm vi khuếch tán mà cóc cũng ở đây mất đi lực lượng sau bắt đầu hạ xuống nhiệm vụ chi nhánh star city xây hoàn thành một triệu tích phân tưởng thưởng lấy được thành công đánh giá bê nghe trong đầu kia dễ nghe hệ thống nhắc nhở Scottvin lúc này mới hướng bên cạnh khung sắt bắn mạng nhện, ngừng bản thân tung tích thế đầu. Dựa vào ở khung sắt bên trên, nhìn cách đó không xa phủ thị chính, tự lẩm bẩm. Bây giờ, đến ta tới tìm ngươi, Dishto. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 58 Tiger hình thái Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Tháp truyền hình bên trên, Cophin nhìn hướng khắp thành bao phủ tới màu tím sương mù còn có trong đầu của mình, hệ thống không gian tưởng thưởng cũng không có cấp cứ như vậy lên đường chạy tới phủ thị chính. Trình độ của mình bản thân rõ ràng, cận chiến tuyệt đối là bị Disto treo ngược lên đánh cái loại đó, hiện tại quá khứ còn không bằng trước cân nhắc kỹ lợi dụng trong tay mình nhiều đi ra tích phân đổi một có thể mới vừa Disto cương trí nhớ thể thực tế điểm. Cảm giác đổi thành năng trí nhớ thể cũng không được đánh a, à, cái này Disto cận chiến vô địch cũng chìm vào tâm thần, ở hệ thống bên trong không gian cẩn thận tìm kiếm có thể lật ngược thế cờ trí nhớ thể. Lần này hệ thống vừa không có cho rút thăm trúng thưởng tưởng thưởng, có Vin cũng không cách nào dựa vào bản thân Âu Hoàng vận khí từ hệ thống kia rút ra thứ tốt gì, mà có thể đối phó Dissoto cái khác kỳ sĩ đai lưng cũng không phải Vin trước mắt cái này triệu tích phân mua nổi, hay là chỉ có thể từ Vedup Siri đai lưng trong tìm chỗ đột phá sao lãng rơi cái khác cứng trắng hạt số liệu còn không bằng bản thân trước mắt kim bupit trí nhớ thể covin có, có chút nhức đầu đơn thể lost driver mặc dù có thể chở theo những ký ức khác thể tiến hành phối hợp sử dụng nhưng chung quy không giống hai người driver như vậy có thể đồng thời sử dụng hai loại trí nhớ thể năng lực đối mặt disto vẫn còn có chút không đáng chú ý covin cũng không cảm giác phải bệnh độc của mình trí nhớ thể năng đủ ở đối phó disto trên có kỳ hiệu Miraku gia trị có thể để cho Disto sao lãng rơi trên địa cầu hết thảy tới chết virus xâm nhập, coi như Covin bây giờ đã giải tích ra Trung hòa Miraku thuốc giải, vấn đề là ở cái này là đối phó để cho người lây lâm vào điên cùng Miraku độc tố, trời mới biết đối với nhà cung cấp Disto có tác dụng hay không, cái này trực tiếp bị Covin pass rơi. Ở bôi bỏ cùng Disto tiến hành cận chiến cái này lựa chọn về sau, Cogvin cũng chỉ có thể lựa chọn dùng năng lực hệ trí nhớ thể hoặc là gồm có công kích tầm xa năng lực trí nhớ thể, suy tính hồi lâu, Cogvin mới quyết định bản thân lựa chọn. Hệ thống, cho ta đổi Trigger trí nhớ thể cùng xuất trí nhớ thể. Nhận được, Trigger trí nhớ thể, về đúc chủ kỵ Siri trí nhớ thể một trong, đơn thể hình thái số liệu. Quyền lực 8 tấn, đá lực 10 tấn, phản ứng thần kinh lực 30 m một giây, nhảy lực 30 m 100m tốc độ 10 0 m 16 giây, đặc tính. Sơ hở đã kích, 10% đánh ra không nhìn phòng ngự hiệu quả, cần tích phân. 600.000, xuất trí nhớ thể, đặc tính. Tự động nhắm ngay, chính xác bắn, cần tích phân. 300.000, tổng cộng 900.000, bắt đầu đổi. Quả nhiên, nghe được hệ thống hội báo ra hai cái này trí nhớ thể số liệu về sau, Cóc Vin cũng biết tự chọn đúng nếu trận chiến đánh không lại cũng không cần trận chiến, thả diều phóng chết ngươi. Ngươi tinh thông các loại súng ống thì phải làm thế nào đây, ta mở tự nhắm, vô hạn đạn dược hơn nửa 10% tỷ lệ thật thương, ngươi nếu có thể nhảy đến trước mặt của ta ta gọi ngươi là ba ba. Màu xanh da trời cùng màu xám trắng trí nhớ thể xuất hiện ở trong tay mình, đem đặt ở đai lưng bên trái cất giữ dự phòng trí nhớ thể vị trí, Cót Vinh lúc này mới hướng phủ thị chính phương hướng nhảy vào quá khứ. Trong cục cảnh sát, quen tin nhìn lên trên bầu trời khuếch tán ra tới màu tím sương mù, hắn cũng hiểu có viên câu kia chờ ta tín hiệu là có ý gì. Cứ việc lo lắng ở phủ thị chính bên kia đối kháng con gái của Slay, quen tin trên người chức trách nói cho hắn biết nhất định phải bảo đảm dân chúng an toàn. Được rồi, các anh em, động đứng lên, đem thị dân chuyển tới giải đất an toàn. Nghe được quen tin ra lệnh cảnh viên cũng bắt đầu lên đường, đi ra cục cảnh sát, nhìn trên đường cái nằm người, đối với cái này cứu bọn họ với trong nước lửa Kamen Rider cũng có thiện cảm. Phủ thị chính đại sảnh, chạy tới phủ thị chính Cốc Vin đứng ở cửa đại sảnh, nhìn bên trong bất tỉnh ngọn đèn vàng hành lang dài, chậm rãi hướng phía trước đi. Theo lý mà nói, nếu như Oliver bọn họ đã đến nơi này, không thể nào an tĩnh như vậy, chung quanh thậm chí ngay cả cái chiến đấu dấu vết cũng không có, thì giống như nơi này căn bản cũng không có người vậy, bất quá Cốc Vin cũng không có buông lỏng cảnh giác bởi vì ở hắn kiến văn sắc cùng kim bupit cảm nhận trong phạm vi trên hành lang kia xếp thành một hàng cột đá cẩm thạch bên trên đang ẩn nút quan tét sát thủ chỉ là bọn họ không biết bọn họ tự cho là trốn vào hắc ám kỹ xảo ở cốc vin kiến văn sắc thay đổi không chỗ che thân âm đang ở cốc vin giả vờ giả không biết hướng phía trước đi thời điểm ở vào thị tòa nhà chính phủ tầng chót truyền tới nổ tung Cóc viên cũng đã biết Oliver bọn họ nên ở phía trên nhất cùng Disto kịch đấu, mà một tiếng này nổ tung, đối với nằm vùng ở hắc ám sát thủ mà nó giống như tín hiệu, không mấy phát đạn trực tiếp từ trong góc tối hướng trung tâm Cóc viên khai hỏa. Trước hạn biết trước đến tập kích phương hướng Cóc viên bằng vào hùng mạnh phản ứng thần kinh năng lực, ngay lập tức tránh ra bọn sát thủ đợt thứ nhất phục kích, mà những thứ này nằm vùng ở chỗ tối sát thủ cũng ở đây đợt tập kích thứ nhất không có đạt hiệu quả thời điểm, liền trực tiếp dời đi vị trí, đồng thời còn hướng đại sảnh ném ra đạn khói nồng nặc khói đen che phủ phủ thị chính đại sảnh. Bọn họ tính toán ở bản thân nhất hoàn cảnh quen thuộc trong giải quyết cóc viên. Vậy mà bọn họ lại quên, Dạ chiến, đồng dạng cũng là cóc viên am hiểu lĩnh vực, so với những thứ này còn cần dựa vào thiết bị sát thủ, cóc viên đối mặt hắc ám hoàn cảnh như cùng ở tại ban ngày vậy. Cũng tốt, vừa đúng bắt các ngươi đi thử một chút ta mới hình thái. Lost Driver thống nhất, gỡ xuống bản thân con nhận trí nhớ thể, đem mới vừa đổi đi ra cò súng trí nhớ thể nhấn một cái, cắm vào trong lỗ quét thẻ. Tiger Đai lưng tự mang gọi tên trực tiếp bại lộ có vin vị trí, đang nghe thanh âm phát ra một sát na, ở trong bóng tối chờ đợi thời cơ sát thủ trực tiếp liền triều có vin chỗ phương vị nhào tới, vậy mà còn không chờ bọn họ vọt tới có vin vị trí hiện thời, mấy chục đạo màu xanh da trời quan đạn liền từ hắc ám trong sương mù bay ra, chính xác mệnh trung ở những chỗ này triều bản thân xông tới sát thủ trên người màu xanh da trời quan đạn mang theo hùng mạnh động năng trực tiếp đem những thứ này xông tới sát thủ đánh bay, có thể thông qua tự thân ý chí điều chỉnh năng lượng thu phát cốc vin cũng không có đối những người này đánh thẳng tay, quan đạn đánh vào chẳng qua là cho thân thể của bọn họ tạo thành nhất định nội thương sau liền biến mất, chiến đấu kết thúc rất nhanh, từ cốc vin hoàn thành hình thái chuyển đổi đến sát thủ ngã xuống đất, chỉ dùng 3 giây, phản ứng thần kinh 30 không mét một giây tốc độ. Không phải nói đùa, vin hoàn toàn có thể làm được một thương cửu phát trạng thái. Mà những sát thủ này ở Corvin trước mặt không có chút nào ẩn trốn, căn bản không cần sử dụng xuất trí nhớ thể vin cũng có thể bằng vào hệ thống truyền cho thương thuật của mình sở trường kỹ năng đưa bọn họ mỗi cái điểm danh, làm được không phát nào trượt. Màu đen khói mù ở Corvin quan đạn đánh vào hạ tảng đi, mượn bóng đêm, vin cũng lộ ra bản thân mới hình thái, cò súng hình thái dáng vẻ. Toàn thân hiện lên màu xanh da trời, hai tay đều cầm cái này đem màu xanh da trời cơ giới thương, khoa học kỹ thuật cảm giác mười phần. Quả nhiên, mới hình thái chính là cho lực. Đùa bẩn cái đẹp trai thương hoa, nhìn vậy té xuống đất bất tỉnh nhân sự bọn sát thủ, lúc này mới hướng lầu chót truyền tới động tỉnh tầng lầu đi tới, vì lý do an toàn, có viên cũng mạnh nhất đem xúc, bắn, trí nhớ thể cắm vào đọc khe thẻ. Thời gian đổ về đến Cóc viên sử dụng virus trí nhớ thể chạy lên Star City tháp truyền hình thời điểm, thì tòa nhà chính phủ sân thượng, trước hàng chạy đến Oliver đám người đang cùng chờ bọn họ Slay, Disto, ác chiến, đã hoàn toàn khôi phục như cũ Disto căn bản không thèm để ý bản thân Oliver số người bọn họ bên trên ưu thế, một người liền đè ép Oliver, Wally còn có lô rêu đánh, về phần những người khác, rồi cùng thi phối hợp đối phó những thứ này đến từ oan tết tin anh sát thủ, mà... Sa ra thời là cùng Nisa tiếp tục trận kia cũng không tính công bằng chiến đấu. Oliver, nhìn một chút ngươi chung quanh, ngươi chỗ yêu chuộng thành phố đang lâm vào một cái biển lửa, ngươi bảo vệ thị dân đang tàn sát lẫn nhau, mà ngươi, đến bây giờ cũng không có đã đả đảo ta. Ngươi đã thua Oliver, ta sẽ để cho ngươi xem ngươi thành phố hóa thành một vùng phế tích, sau đó, ta hôn lại tay đưa ngươi đi cho nhỏ đông bồi tội. Dựa vào Miracu mang đến thân thể ưu thế, Dixito một mực áp chế Oliver cùng Lorel, nếu không phải còn có Oali ở một bên làm quấy nhiễu, bây giờ oliver cùng lorel đã sớm thương tích khắp người nhưng cho dù như vậy oliver bọn họ cũng là chỉ còn dư lại chống đỡ khí lực disheto trực tiếp đi lên liền theo chân bọn họ đánh cận chiến hoàn toàn không cách nào phát huy lính cung ưu thế oliver chỉ có thể cùng lorel cùng nhau đối mặt disto điên cùng tấn công vậy mà disheto dựa vào miraku đối với một ít oliver cùng lorel đánh ra tới tổn thương căn bản bất kể không hỏi trực tiếp cùng oliver chọn lựa lấy mạng đổi mạng lối đánh chẳng qua là người bình thường Oliver cùng Lorel căn bản không chịu nổi, mặc cho Disto ở đó chê cười chăm chọc, vẫn vậy nằm miệng không nói. Nguyên bản trên người còn bị thương Oliver càng là ở Disto điên cuồng tấn công hạ thương thế tăng lên, xương sườn gãy lìa đau đớn từng giây từng phút ở xâm nhiễu thần kinh của hắn. Người trở nên chậm. Oliver. Thấy được Oliver bởi vì thương thế tăng thêm mà lộ ra sơ hở, Disto trực tiếp lấn người tiến lên. Không thèm đếm xỉa đến lô cùng Wally đối công kích của hắn, hung hăng một cước đá vào Oliver trên cánh tay trái, choảng một tiếng, xương cốt gãy lìa thanh âm ở Disto trong tai là như vậy dễ nghe, mà Disto cũng bị Wally thừa dịp cái này quay người, trực tiếp dùng thân thể đem hắn đánh bay xa mười mấy mét, trung gian còn đụng gãy một cây trụ. Nhưng là Disto vẫn vậy giống như một người không có chuyện gì vậy bò dậy, vỗ một cái trên người bùn đất, nhìn hộ vệ ở Oliver bên người lô cùng Wally ngươi liền cầm cung tay đều bị ta đá gãy, còn dựa vào cái gì cùng ta đấu, đàng hoàng ở nơi đó, hưởng thụ ta đưa cho ngươi nhân từ đi, Oliver. Mà lúc này, Dixito liền thấy một màu tím quan đoàn bay về phía trời cao, nổ tung, màu tím sương mù bắt đầu ở Star City bầu trời lan tràn, đem những thứ kia oánh màu xanh lá Miracu độc tố kết tinh trên không trung liền đem nó trung hòa rơi còn chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ hành hạ Oliver vui sướng Disto liền giống bị nghẹn lại vậy, sững sờ nhìn một màn này. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Tại sao phải phát sinh chuyện như vậy? Disto tức xì khói ở đó hô to, không có trước đó cái loại đó dở tay nhất chân đem Oliver đùa bỡn với vỗ tay giữa phong độ. Xem ra, kế hoạch của ngươi cũng không phải như vậy hoàn mỹ mà Slay, Miraku cường hóa đầu cũng không có tính tới điểm này sao? cảm thụ trong không khí những thứ này màu tím sương mù đối Miraku độc tố tác dụng, mới vừa hồi khí lại Oliver cũng trên đất hướng về phía Disto dễu cợt nói. Ha ha, ta liền biết, Kamen Rider nhất định sẽ có biện pháp, kế tiếp đến ngươi, ngươi cái này tâm lý tên biến thái. Nhìn những thứ này màu tím sương mù, Wally tiềm thức đã cảm thấy là có viên kiệt tác, có chút hưng phấn Wally nhìn ở đó không phong độ chút nào hô to Disto. Trên người điện quang lấp lóe liền hướng thẳng đến hắn vọt tới. Vậy mà disto mặc dù bị cái này sự kiện bất ngờ đánh cái ứng phó không kịp, nhưng không đại biểu hắn liền không có lý trí, thấy được hướng bản thân xông tới Oali, Dishito liền tẩu vị cũng không có, chẳng qua là đưa tay ra đi phía trước đưa ngang một cái, trước hạn phán đoán trước tốt Oali tẩu vị hắn trực tiếp dùng cánh tay của mình cùng bôn ba trong Oali cái tráng tiến hành một tiếp xúc thân mật. Không có kịp thời tránh thoát oa ly trực tiếp bị Disto một kích này cắt đứt cực nhanh, cả người trên mặt đất liền lăn mười mấy vòng, mà Disto cũng thừa cơ hội này, xông lên trước, ở Oali còn không có đứng dậy lúc liền hướng Oali chân phải hung hăng đạp đi lên. A. À. Disto giảm mạnh trực tiếp đem Oali chân phải đạp thành gãy xương, đau đớn để cho Oali không nhìn được lớn tiếng kêu lên, mà tính toán tiếng lên giúp một tay lô reo thời là bị Disto đột nhiên vỗ một cái, trực tiếp đánh bay trở về. Cái khác đang quyết chiến đồng đội nghe được Oali kêu thảm thiết, cũng bị phân tâm, bị nắm lấy cơ hội oan tét sát thủ cùng Nisa áp chế lại. Nhìn bị bản thân đạp lên mà không cách nào di động Wally, Disto lạnh lùng móc ra đe sức Eager, nhắm ngay Wally xương bánh chè, hai tử, ngươi không nên vào lúc này chọc giận ta, ta rất muốn biết, các ngươi những thứ này Speed Dester nếu như gãy chân, còn có thể hay không dài ra lại. Dứt lời, bóp cò súng, viên đạn thoát khỏi nòng súng ra, hướng Wally xương bánh chè bắn tới. Vậy mà, một cái quan đạn lấy tốc độ cực nhanh tốc độ bay tới, trực tiếp đụng vào sắp va chạm đến oa ly xương bánh chè đạn bên trên, đạn bị đẩy lui. Không kịp chờ Dixito từ tình huống này trong tỉnh hồn lại, trong lòng báo động đại tác, hợp với cả máy sáng lên đạn đã hướng mặt của mình bay tới. Bằng vào bản thân qua người tốc độ phản ứng, Dixito vung kiếm đón đỡ, bất quá giống nhau cũng bị cái này máy sáng lên đạn đánh vào đánh bay, thoát khỏi oa ly. Đem ngươi chân thúi từ bạn bè ta trên người lấy ra, ngươi cái này tâm lý tên biến thái. Kịp thời chạy đến Cóc dùng bản thân quan đạn cứu Oali, để cho hắn miễn bị vòng vây bị Disto phế bỏ kết quả. Là ngươi. Trang bị mới giáp. Mới vừa rồi cái đó tử sát quan đoàn là ngươi làm. Chẳng quan đạn Disto lúc này mới nhìn về phía bắn phương hướng của mình, liền thấy đổi hình thái Cóc Vin cầm một thanh màu xanh da trời súng ống nhắm ngay bản thân, mà Disto cũng cảm giác được bản thân bị phong tỏa đúng vậy a, à, đều là ta làm, không nghĩ tới sao? là rất không nghĩ tới, không nghĩ tới ta Miraku sẽ bị một đứa bé phá giải. Sơ Tô hai tay nắm trường kiếm, che chở lồng ngực của mình vị trí, nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết, trước mắt đổi mới rồi hình thái cót viên, rất nguy hiểm. ngươi chuyện không nghĩ tới còn nhiều nữa, bất quá tiếp xuống, liền giờ đến phiên ta đến kỹ tội ác của ngươi, Tô. hư. chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn đến thanh sao? Trở về đổi Cóc Vin một câu, Disito liền trực tiếp nắm trường kiếm của mình hướng Cóc Vin phóng tới. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 59. Lẫn nhau bị tổn thương. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Trên sân thượng, Cóc Vin xong súng bắn một lượt, hướng về phía triều hắn xông tới Disito. Xuất trí nhớ thể thêm được cốc Vin đối mặt hướng bản thân xông tới disto hoàn toàn thông dong điềm tĩnh mỗi một phát cũng hoàn mỹ đánh vào disto xông tới lộ tuyến trực tiếp đem xông tới disto cắt đứt thế đầu disto cũng không nghĩ tới đổi mới rồi hình thái cốc Vin cũng khó dây dưa như vậy muốn nói ưu thế disto bảo đảm chỉ cần mình đến gần cốc Vin hai mét trong phạm vi hắn bảo đảm có thể đem cốc Vin đánh tan nhưng phẫn quốc chuyện ngay ở chỗ này, Dishito căn bản hướng không tới Corvin trước mặt, Miraku thêm được cũng không có để cho hắn đắc thủ. Corvin mỗi một phát cũng chính xác không có lầm đánh vào hắn quỷ tích tiến lên bên trên, thậm chí ngay cả hắn chuẩn bị bước đầu nào chân đều bị vin xem thấu. Hùng mạnh cùng thương trình độ trực tiếp để cho Dishito đem mới vừa rồi lời nói hùng hồn cho nén trở về, liền người ta 3 mét phạm vi cũng không vào được, nói chuyện gì đánh tan. Đúng vậy, Miraku đích xác để cho hắn có hùng mạnh tố chất thân thể cùng tốc độ phản ứng, cũng để cho hắn có thể tránh né đạn, nhưng không có nghĩa là hắn thì có tốc độ của viên đạn, chẳng qua là phản ứng thần kinh qua người mà thôi. Chỉ bất quá Diseto hùng mạnh phản ứng thần kinh năng lực đang biến thành cò súng hình thái có vin trước mặt lộ ra không đáng chú ý, bắn trí nhớ thể làm phụ trợ, cho hắn gia trì tự động nhắm ngay, cò súng hình thái cung cấp có thể so với tốc độ âm thanh phản ứng thần kinh lực đủ để cho vin làm được mỗi một thương cũng đi theo Disto bước chân bên trên, thậm chí nhanh hơn. Hơn nữa có súng hình thái cung cấp quan đạn lực sát thương, trực tiếp để cho Disto bước ra đi không tới 3 mét, cũng chỉ có thể lui trở về công sự trong, không dám thò đầu ra, mà Lorel cũng thừa dịp cái này khoảng trống, đem bị thương Wally kéo đến bên người. Nhìn Wally xương gãy chỗ, kiên nhẫn một chút, Wally. Chẳng qua là nhắc nhở Wally một câu, lorel liền trực tiếp đem xương gãy lần nữa tiếp trở về chỗ cũ các chiến thuật của mình phục liền thủ tài dùng hai cây thép đem cố định lại hết cách rồi sweet Dester năng lực khôi phục quá nhanh chẳng qua là như vậy mấy phút thời gian lorel cũng thấy được xương gãy chỗ da thịt bắt đầu khép lại nếu là thật như vậy khép lại sau chân phải cũng là biến hình đến lúc đó còn phải lần nữa cắt đứt đón thêm một lần còn không bằng liền bây giờ thừa dịp vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ đem bạo lực phá giải. Cũng may nhờ mới vừa rồi đau chết lặng, Wally cũng không có bị lô reo cái này bạo lực thủ pháp hù được, rên khẽ một tiếng, tính gắn gượng vượt qua. Mà bị có lợi dụng hỏa lực cùng tự nhắm áp chế lại Disto thời là nhìn cừu nhân của mình Oliver ở lô nâng đỡ, từ từ đứng lên. Minh hữu của mình Nisa vẫn còn ở cùng Sarah chơi tương ái tương sát tiết mục, cái khác quan tét sát thủ cũng bị roi cùng thi đè lại, thậm chí lợi dụng hỏa hoạn lực áp chế bản thân Cóc Vin còn có rảnh rỗi đi giúp thi các nàng đánh hai phát bắn lén, mang đi mấy cái quỷ xui xẻo. Làm sao vậy, Disto, ngươi không phải mới vừa nói ta đếm không hết tội ác của ngươi sao? Khi ngươi ngược lại đứng ra, ta để cho ngươi nhìn ta một chút đếm không đếm thanh. Cóc Vin cùng giấu ở công sự trong Disto giữ vững 20m khoảng cách an toàn, cũng không dám đi phía trước cất bước, ai biết cái này giấu ở công sự trong lão già chuẩn bị thứ gì chờ đợi mình, tùy tiện xong lên chỉ ăn thiệt thòi, còn không bằng như vậy. Lợi dụng bản thân tầm xa ưu thế áp chế Disto, thuận tiện giúp thi các nàng thanh tràng, đợi đến Sarah cùng Nisa bên kia trận ai lạc định, phía bên mình dựa vào nhân số ưu thế, hắn cũng không tin làm không hết Disto. Disto cũng rất rõ ràng chính mình trước mắt khốn cảnh, thật tốt ưu thế cục bị viên cái này không biết từ đâu tuôn ra tiểu tử cấp giả Miraku độc tố bị trung hòa rơi, mất đi một ưu thế, bản thân cũng bị hắn áp chế chỉ có thể ở công sự trong không dám thò đầu ra, hơn nữa đối phương còn không tồn tại đạn dược bổ sung vấn đề. Nếu không phải cố kỵ bản thân có thể có hậu thủ gì, bây giờ Cóc Vin hoàn toàn có thể đem chính hắn chỗ dựa công sự phá hủy, Dixito tin tưởng Cóc Vin vũ khí trong tay có thể làm được, chẳng qua là lẫn nhau cố kỵ mà thôi. Nhìn Oliver ở Lorel nâng đỡ bắt đầu từ từ lui rời chiến trường, Slay cũng là tức giận không thôi, bị Coffin áp chế cái này hết cách rồi, không đại biểu hắn cầm mấy cái này người bị trọng thương hết cách. Nghĩ tới đây, Disto móc ra Desert Eagle trực tiếp nhắm ngay đang rút lui Oliver, coi như đánh không chết, cũng phải để cho Oliver trả giá đắt. Âm. Đạn mới ra thân, liền bị Coffin trực tiếp đánh bay, nhìn hữu kinh vô hiểm rút lui Oliver, Disto cặp mắt toát ra lửa. Đàng hoàng vùi ở công sự trong, Disto chúng ta tốt nhất liền giữ vững như vậy trạng thái bất động, ngươi cũng không nên nghĩ phía dưới sát thủ sẽ đi lên, ta nhưng là một đường đem bọn họ đánh ngã mới lên tới, ngươi ở nơi này nhìn ngươi cái gọi là tà ác kế hoạch tan vỡ là đủ rồi. Có Vin vẫn vậy đứng ở một có lợi thị giác, hướng về phía công sự trong Disto nói. Mà Disto cũng bị Có Vin cái này chảnh chọe lời nói kích thích lửa giận trong lòng, hắn quyết định, dù là không có giết chết Oliver, Hắn cũng phải đem cái này đem hắn toàn bộ kế hoạch cuộc ngã vin giết chết, cho dù hắn bây giờ bị áp chế. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Đi tô trống giận một câu, đem đặt ở chiến thuật phục trong một đoàn thuốc nổ dẻo lấy ra, trực tiếp ném viên phương hướng. Nghe lâu như vậy tiếng súng, hắn cũng thăm dò cóvin chỗ phương vị. viên còn chưa hiểu tới Đi tô thế nào đột nhiên ném ra một vật thể không rõ đến phía bên mình lúc, thân thể liền đã làm ra phản ứng, giơ tay lên một thương. Đại công suất quan đạn trực tiếp mệnh trung cái này tốc độ cao bay hướng mình vật thể không rõ, âm. Rung trời sóng khí cùng ngọn lửa trên không trung nổ tung, thuốc nổ dẻo bộc phát ra uy lực hoàn toàn không phải những thứ kia cao bạo lựu đạn có thể so sánh, trực tiếp đem toàn bộ vẫn còn ở chiến đấu nhân viên toàn bộ thổi bay, bao gồm cóc viên. Co súng hình thái giao cho hắn cường hãng tốc độ bắn cùng hỏa lực áp chế, nhưng là cứng trắng hạch trên số liệu thì bị tước giảm tại ý thức đến bản thân bị Disto Motip Cockvin chỉ kịp đem cò súng trí nhớ thể cắm vào mình súng ống trong liền bị khí lãng thổi bay. Mà Disto cũng mượn cái này đầy trời ánh lửa làm làm yểm hộ, lao ra công sự, buông tha cho Oliver, hai tay nắm trường kiếm, chống đỡ ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp triều có chút chật vật Cockvin vọt tới. Hắn biết chỉ cần giết chết Coffin nơi này hết thảy đều sẽ nghịch chuyển, Oliver vẫn vậy sẽ chết, Star City giống vậy sẽ còn bị hủy diệt chết đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân bén lửa Disto giống như một ác linh, mang theo hùng mạnh thế sông đánh về phía Cóc Vin. Ưm. Ừ. Bị khí lãng thổi bay Cóc còn chưa kịp đứng vững, liền thấy Disto đã vọt tới bản thân 2 mét bên trong, tay trái mang thương liền chuẩn bị bắn, vội vàng bắn ra quan đạn cũng không có đem Disto đẩy ra, ngược lại là để cho hắn chống đỡ trường kiếm trực tiếp đâm hướng ngực trái mình vị trí trái tim. Vũ trang sắc hiểu không thể tránh né Cóc Vin chỉ kịp ở bộ ngực mình chỗ bám vào bên trên một tầng màu đen vũ trang sắc, mà Disto trường kiếm thì thôi trải qua nhích tới gần thân thể của mình. Đinh Mũi kiếm cùng bám vào bên trên vũ trang sắc thiết giáp phát ra một tiếng thanh thúy nhẹ vang lên, cũng không có đâm xuyên, vậy mà lực lượng không bằng Disto Cóc cũng bị một kiếm này đẩy lên. Disto trống giận, dùng trường kiếm nhô lên Cóc viên xong về phía trước đi, phốc. À không có bất kỳ chống đỡ năng lực có viên cứng trắng bị Disto chống đỡ đánh tới phía sau vách tường, bằng vào cổ này xung phong thế đầu, Disto trường kiếm rốt cuộc phá vỡ, đâm xuyên có viên thiết giáp, đem hắn trực tiếp đóng ở trên tường. Đau đớn kịch liệt để cho có viên hét thảm một tiếng, ngẹo đầu, liền mất đi ý thức. Ngươi thua, tiểu tử. Rốt cuộc đem trường kiếm đâm xuyên có viên phòng ngự Disto, nhìn có viên chỉ có thể ở kia phát ra tiếng kêu thảm, không khỏi có chút đắc ý vong hình mà vốn ở bản thân một kiếm này vết thương trí mạng trong chết đi có vin lại đột nhiên giơ tay lên rủ xuống bên trái tay nắm lấy disto đang cầm kiếm tay tay phải đã cắm vào bắn trí nhớ thể thương thời là giơ lên trực tiếp nhắm ngay cùng mình gần trong gan tất disto ngươi cũng thua disto tiger Maximum Drive vô cùng quen thuộc chiêu gọi tên âm thanh ở Disto vang lên bên tai, đối với hắn mà nói liền như là địa ngục câu hồn khúc, nóng rực quan đạn từ biến dài hồng súng ngưng tụ hướng về phía cùng mình cách xa nhau không tới nửa thước Disto phát ra gầm thét. Cực lớn nổ tung lấy cóc vin khẩu súng làm trung tâm đem hai người bao phủ lại, còn chưa kịp từ Disto mới vừa rồi kia một đợt thuốc nổ dẻo trong hồi phục lại đám người lại lần nữa chịu đựng một trận đánh vào. Chẳng qua là lần này, cũng không có giống như mới vừa rồi uy lực lớn như vậy, trừ thổi hướng mình sóng khí ngoài, cũng không có quá nhiều ngọn lửa bao phủ, nổ tung phạm vi vẹn vẹn chỉ là ở Cóc viên cùng Disto phụ cận mà thôi, khói mù bao phủ bọn họ vị trí hiện thời, nguyên bản vẫn còn ở chiến đấu đám người cũng không hẹn mà cùng dừng lại động tác trong tay, nhìn về phía trung tâm vụ nổ. Bọn họ cũng rất muốn biết, liều mình vật lộn hai người này, rốt cuộc ai chết ai sống. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 60 Phế mắt Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Trên sân thượng, tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía bị bụi mù bao phủ trung tâm vụ nổ, chờ đợi một cái đáp án. Một trận gió đêm thổi tới, đem bao phủ ở trên sân thượng bụi mù toàn bộ thổi tan, cũng lộ ra trung tâm vụ nổ hai người. Trường kiếm vẫn vậy đâm xuyên cốt viên ngực, dòng máu màu đỏ đang dọc theo thân kiếm chảy xuống, mà nguyên bản Disto nắm chui kiếm đã biến mất không còn tâm hơi, hiển nhiên là ở mới vừa rồi nổ tung trong bị phá hủy. Nhìn vẫn vậy đầu rũ xuống cốt viên, còn có đứng ở Cóc trước mặt đưa lưng về phía mọi người đi sơ thua rồi. Oliver đám người thấy được cái bộ dáng này, đầu không khỏi nổi lên cái ý niệm này, mà Nisa bên này oan tét thời là một trận hoang hô. Dù sao Disto đối với bọn họ bên này mà nói chính là một ảnh hưởng cây cân quả cân, mà bây giờ, cái này quả cân đặt ở bọn họ bên này. Tích đáp, tí tách. Đang ở quan tét sát thủ chuẩn bị tiếp tục động thủ thời điểm, huyết dịch nhỏ xuống thanh âm ở trên sân thượng lộ ra phá lệ chói tai, cũng không phải là cót viên dọc theo kiếm gãy chảy xuống huyết dịch, phương hướng của thanh âm đến từ một mực đưa lưng về phía bọn họ Dishito. Đưa lưng về phía bọn họ Dishito lúc này thân thể đang đang run rẩy, a a a a, ta ánh mắt. Một tiếng hét thảm từ đưa lưng về phía bọn họ Dishito trong miệng kêu lên, đau đớn để cho Dishito thân hình thay đổi lão đảo, cấp tốc lui về phía sau đi, bởi vì đưa lưng về phía đám người, không có chú ý dưới chân Disto bị trật chân té, mà hắn ngay mặt cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Gãy lì chui kiếm bộ phận hóa thành mảnh vụn đâm vào Disto trên người, bộ mặt, trên người, đều có mảnh vụn, trong đó một cái khá lớn mảnh vụn thời là đâm vào Disto mắt phải chỗ. Máu chảy như trúc, nhìn cái này độ sâu, đám người cũng đã biết Disto con này mắt phải không cứu. Mọi người ở đây cho là đây là một trận một chết một bị thương kết cục lúc, bị kiếm gãy đinh ở trên tường có viên động, tay phải còn nắm cò súng thương động, hợp với mười mấy sáng lên bắn ra, trực tiếp đem còn chưa kịp phản ứng oan tét sát thủ đánh té xuống đất, còn giữ vững cò súng hình thái hắn đối phó những người bình thường này sát thủ, cho dù còn bị thương cũng giống vậy là dễ dàng. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Nisa bên này nhân thủ một cái liền bị có viên điểm rơi một nửa, lập tức ưu thế nghịch chuyển Oliver mấy người cũng thừa dịp cơ hội này phản kích, chẳng qua là trước sau mấy phút, Nisa bên này bọn sát thủ đều bị Oliver chế phục, cho dù là tay trái tạm thời không cách nào hành động Oliver cũng bằng vào thân thủ của mình đánh ngã hẳn mấy cái, thế cuộc trong nháy mắt nghịch chuyển. Mà bị đinh ở trên tường có viên nhìn trên mặt đất bưng bít mắt kêu trên disto, cố nén kiếm gãy đóng ở nơi ngực đau đớn, rung lẫy bẫy dùng tay trái đem con nhện trí nhớ thể cắm vào cò súng thương độc trong lỗ quét thẻ, đại chiêu độc điều âm thanh lần nữa vang lên, thừa dịp Disto còn không có từ mới vừa rồi thương thế trong khôi phục như cũ, một cái chở theo con nhện trí nhớ thể màu trắng pháo đạn liền đánh về phía trên mặt đất Disto, chắc nịch màu trắng mạng nhện trực tiếp đem. Disto bọc thành một kén tầm vậy vật thể, chỉ có Disto đầu lộ ở bên ngoài, chung quanh dọc theo đi tơ nhện đem cuốn ở trên sân thượng. Cho dù Disto từ thương thế trong khôi phục như cũ, bị nhiều như vậy kháng sức kéo 50 tấn tơ nhện cuốn thành một kén hắn, cũng đừng nghĩ chơi ra hoa dạng gì. Bên kia, bởi vì viên đột nhiên tập kích tạo thành giảm quân số, Hoàng Tết rốt cục vẫn phải bại, ngay cả Nisa cũng bị Sara đánh rớt vũ khí trong tay, dùng trường côn chống đỡ cổ họng của nàng. Ngươi thắng, ra tay đi, Sara. Nhìn chống đỡ ở cổ họng mình kim loại trường côn, Nisa trực tiếp buông tha cho chống cự, mặc cho Sara ra tay. Chẳng qua là Sara vung lên trường côn, đem Nisa trên người vũ trang trừ bỏ rồi thôi sau sẽ thu hồi bản thân trường côn, rời đi Star City đi Nisa. Ngươi nên may mắn cuộc tao loạn này không có tạo thành tử vong sự kiện, không phải ngươi cũng sẽ bị nhốt ở liên bang trong ngục giam, làm đã từng đồng bạn, ta cho phép ngươi rời đi, nhưng là thủ hạ của ngươi còn có Disto, chỉ biết ở lại chỗ này chờ đợi thẩm phán. Ngươi đây là đang bố thí ta nhân từ sao? Sarah Không, ta chẳng qua là làm một siêu anh hùng chuyện nên làm, ngoài ra, ta không tin ngươi một chút hậu thủ cũng không có. ra hiểu Nisa, hoặc là nói hiểu oan tét, bọn họ không thể nào không có trừ bị phương án. Rốt cuộc là người ta thích Asara, ngươi nói đúng, lúc này bọn họ nên đến rồi. Nghe ra vậy, Nisa cũng lộ ra một nụ cười, một chiếc vỏ thẳng phá vỡ bầu trời đêm xuất hiện ở thị tòa nhà chính phủ trên sân thượng vô ích, chở theo súng máy cũng nhắm ngay phía dưới Oliver đám người không kịp chờ người lái thông qua kèn kêu la, một cái quan đạn liền lướt qua pha lê bay đi. Buông xuống thang dây mang theo công chúa của các ngươi cút đi, người dám xoa bóp tay cầm, ta liền trực tiếp đem người đánh xuống. Vẫn vậy bị đinh ở trên tường cóc vinh dơ thương ngắm chuẩn lấy giữa không trung võ thẳng, có chút hữu khí vô lực hô, mặc dù vẫn vậy chật vật, nhưng không người nào dám xem thường cái này cái trẻ tuổi siêu anh hùng, hắn dùng năng lực của hắn chứng minh bản thân, cái đó bây giờ bị khốn trên đất không cách nào nhúc nhích Dishto chính là ví dụ. Phóng thang dây đi, trang này hành động là chúng ta thất bại, ta sẽ trở về cùng ninja đại sư nói rõ ràng. Trên mặt đất Nisa cũng đúng võ thẳng lên người lái nói. Nghe được Nisa ra lệnh về sau, thẳng đứng ở giữa không trung võ thẳng phương hướng thang dây, Nisa nhìn Sara một cái về sau, liền không lại lưu luyến, dẫm ở thang dây bên trên, hướng người lái làm thủ thế, võ nao gì bắt đầu quay đầu, rời đi star city tiểu tử ta nhớ ngươi bày ta hai đạo sau này ta lại thu thập ngươi trải qua Cốc vin vị trí hiện thời nisa đột nhiên đối Cốc vin thả một câu lời hăm dọa nghênh ngang mà đi để cho Cốc vin không khỏi cười khổ mà nisa vừa rời đi những thứ này còn ở lại trên sân thượng oan tét sát thủ cũng đều buông tha cho chống cự từng cái một ở đó bó tay chịu trói tiểu nhị ngươi có khỏe không bị lô reo bạo lực chỉnh xương qua ly lúc này cũng đã khôi phục bảy tám phần, khắp kha khắp khỉnh triều cóc Vin cái này vừa đi tới. Thiếu chút nữa liền bị đâm chọt trái tim, các ngươi ai có thể giúp một chuyện, giúp ta rút ra một cái, không còn khí lực. Thấy oa tới, cóc cũng không còn gượng chống, giờ thương lỏng bắt, bắt đầu thử nhổ hết đâm ở trong thân thể mình kiếm gãy, Sara đi tới, chạm cóc ngực, đại khái cảm thụ hạ kiếm gãy cắm vào độ sâu, lúc này mới đối Oali còn có Oliver nói, hai người các ngươi đỡ hắn, kiên nhẫn một chút. Mới vừa nói xong, Sarah dùng sức lôi kéo, liền đem xuyên qua cóc vin đinh tiếng trong vách tường kiếm gãy rút ra, động tác làm liền một mạch, cóc vin còn chưa kịp kêu thành tiếng liền kết thúc. Đỡ cóc vin dựa vào ở trên tường, ngực sinh vật da bắt đầu tự lành, huyết dịch cũng dừng lại lưu động. Dựa vào ở trên tường, cóc vin hữu khí vô lực nhìn Oliver, cho nên, đây hết thảy cũng kết thúc thật sao đúng vậy hết thảy đều kết thúc oliver che cánh tay trái của mình nhìn về phía xa xa star city trên đường lớn xe cảnh sát ánh đèn đang nhấp nháy từ hỗn loạn trong khôi phục như cũ star city bắt đầu khôi phục sinh khí nồng hậu tầng mây tản ra lộ ra lấp lóe quần tinh lúc này star city cũng đúng như tên của nàng vậy xinh đẹp như vậy bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video